Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bếp từ này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Panasonic nhá. Hàng thương hiệu Panasonic. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng Panasonic. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bếp và có tặng kèm các bác một cái nồi nhá. Đấy, có tặng kèm một cái nồi để đun, nhưng mà cái nồi này thì nó sẽ là nồi tặng kèm, cho nên là khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị móp hoặc là bị cong vênh thì các bác thông cảm thôi. Cái này là em không có bán nhá. Cái nồi này em nói thẳng luôn, nó là nồi tặng kèm. Đó là nồi em tặng thôi. Cái nồi này là em tặng thôi nhá. Tính cường lực như này thì các bác dùng để mình đun nấu thoải mái này. Nồi này khoảng 25 cm. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ này, bếp từ Panasonic này. Con này thì giá sẽ là 390.000 bao ship. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này, mặt kính cường lực hàng của thương hiệu Panasonic này. Đó, Panasonic. Cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc cắm vào là sử dụng thôi. Con này thì cái phần dây của nó đều là bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn nhá, đồng đỏ au luôn, rất ngon lành cho bác luôn, hàng thương hiệu Panasonic. Đấy, rất dễ sử dụng thôi, các bác chỉ cần đặt lên này là mình đun nấu thôi nhá. Lên cho em là bếp từ Panasonic nhá, giá sẽ là 390.000, 390.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, công suất của nó là 2.200W nhá, 2.200W đây, đấy, 2.200W này, sử dụng điện của nó là điện 220V nhá. Đấy, một chiều là 315 và một chiều là 390 nhá. Đấy. Thì cái chiều dài này của nó sẽ là 390, tức là gần 40 cm, và chiều rộng này của nó là 3m15 và chiều cao của nó là chiều cao của nó sẽ là đây, tầm khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm. Hàng của thương hiệu Panasonic này, nó rất ngon lành cho bác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 390.000 thôi, 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Đấy, quạt xanh, lên mã đeo là quạt xanh, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Con này chạm bằng bi, các bác mua về để mùa hè nóng nực mà đề phòng là mất điện thì các bác dùng con này cho em rất là tiện ích nhá. Có thể để trên bàn này để mình dùng ở bàn làm việc này, hoặc là để đâu cũng được. Đấy, số của nó đây, công tắc đây các bác này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 2-3 số gì đấy thì tùy chỉnh các bác nhá. Đó, cũng rất là mát luôn và có thể rút lên cao như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 40 cm, và các bác có thể là gập lên gập xuống hoặc để như này cũng được này. Đấy, để ngửa này cũng được này, hoặc là tùy theo tùy chỉnh các bác nhá. Đấy, giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm sạc vào đây nhá, cắm sạc vào đây cho em. Đấy, quạt thì rất là mát. Đấy, thời gian chạy thì từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh nhá, quạt xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con quạt xanh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một con quạt xanh như này. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Lên cho em là quạt xanh này, giá sẽ là 55k cho một cái quạt xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, dùng trong nhà bếp này. Đấy, dùng trong nhà bếp hoặc là các bác dùng ở đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái này. Đấy, thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá, kéo thủ công. Con này thì bên em bán nó sẽ là giá sẽ là 25.000 một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công này. Kéo thủ công nhá. Đó. Kéo thủ công, giá của nó sẽ là 25k trên một cái nhá. Và bác nào mà các bác lên cho em là kéo thủ công nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng trong nhà bếp này, hoặc là dùng cắt giấy này. Đấy, dùng thủ công làm thợ làm nghề này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua gẹ đều ok hết. Đấy, và ở đây nó sẽ có phần lót cao su như này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép không gỉ này. Lên cho em là kéo thủ công. Con này thì bên shop đang bán là 25.000 một chiếc, và các bác mua từ 5 chiếc thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy, 100.000 cho 5 cái luôn. Đấy, 5 cái nhá. Đấy. Mua sẽ là 5 cái là 100.000, 5 cái là sẽ là 100k. 100.000 5 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái. Lên cho em là kéo thủ công này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút như này. Đấy, to hơn một chút như này các bác này. Đấy, to hơn một chút và chắc chắn hơn. Thì con này cũng là hàng của Nhật, thép SK5 đây. Con này thì sẽ là 30.000 một chiếc. Đấy, 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. 100.000 cho 4 cái. Cái này thì sẽ đắt hơn một chút nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng. Giá của nó sẽ là 30k. 30.000 nhá. 30k trên một cái nhá. Và mua 4 cái thì sẽ là bằng 100.000 nhá. 100.000 4 cái luôn. 100.000 cho 4 cái này các bác này. 100.000 cho 4 cái này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng cao cấp hơn một chút, thì nó sẽ là cái con kéo
khui bia đây, kéo khui bia. Ở đây thì nó có chức năng là khui bia đây này, đấy có cái phần này để khui bia này, đấy. Thứ nhất là khui bia này, thứ hai là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ ba là kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này, rồi đánh vẩy cá này. Con này thì hàng đa di năng luôn, đa di năng và dày dẫn hơn rất là nhiều, dày dẫn hơn rất là nhiều, cho nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì giá của nó sẽ là 75.000 một chiếc nhá, 75.000 một chiếc. Đấy, con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn, đây con này, đấy, cắt rất là ngon luôn. Các bác cắt gà, cắt cá, cắt nem, đây, những cái dây bóng mỏng như này mà em còn cắt được các bác này, đấy, dây bóng mỏng này còn cắt được các bác này, đấy, các bác thấy chưa? Đó, rất là ngon luôn nhá, đấy, cắt những cái dây bóng mỏng như này mà nó còn cắt đứt, tức là nó rất là bén luôn các nhá, rất là bén luôn, đấy, các bác thấy chưa? Rất bén luôn, đó. Thì con này thì lên cho em là kéo khui bia nhá, có cái phần đầu khui bia như này, lên cho em là kéo khui bia, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k, kéo khui bia. Kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho một bộ ba hũ gia vị như này. Đấy, nó sẽ có màu xám, màu xanh và màu hồng như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 65k thôi. 65.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này, rất là ngon này, mở nắp ra này, mở nắp ra có xìa cho các bác luôn nhá, có xìa như này, hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn, có thìa này nhá, có sẵn thìa như này, đấy, 65.000 cho ba cái hũ gia vị như này các bạn, rất là ngon, các bác dùng thì rất là tiện, mình chỉ cần lấy tay mình hật lên như này là xong, không cần phải dùng hai tay nhá, chỉ cần một tay thôi hật lên này là xong, đấy, lên cho em là bộ ba hũ gia vị nhá, bộ ba hũ gia vị to đẹp như này, hàng này hàng to nhá, hàng to, đấy, hàng này của nó thì phải khoảng 250ml. 250ml nhá. Đấy, nhựa nguyên sinh các bác này. Đấy, nhựa này là nhựa chuẩn cho các bác luôn nhá, nhựa nguyên sinh, nhựa chuẩn luôn. Đó, dùng thì cực kỳ an toàn, có khay để như này. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000, 65k cho bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 trên một cái và 20.000 ba cái nhá, 20.000 ba cái, còn bán lẻ sẽ là 8.000 một cái. Và mua từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 20.000. Đấy. Về nhà thì các bác bóc ra, bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên cửa này, lên tường này hoặc là lên các cái phần bề mặt để các bác dùng để làm mình làm móc treo, nó rất là tiện. Các bác có thể treo đồ, treo đoàn, nói chung là đa di năng luôn. Hàng này của nó thì nó treo được tới 25 kg luôn nhá, tới 25 kg luôn. Đấy. Đây. Treo của nó là tới 15 kg các, 15 kg. Và các bác dán xong thì để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy đeo đồ nhá, để cho cái keo nó ăn với các hợp chất nhá. Đấy, keo nó ăn với hợp chất. Đấy, thì con này thì các bác bóc ra dán để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ lên để cho cái keo nó ăn. Đấy, quai của nó bằng inox như này thì các bác có thể dùng để mình để trong nhà bếp này, trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là dán lên tường, nhưng mà tường sơn là sơn ngon nhá. Đấy, còn các cái tường mà không có bề mặt dính thì không được đâu các bác nhá. Lên cho em là móc dán tường 8.000 một cái và 20.000 cho 3 cái, 20.000 cho 3 cái móc dán tường như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thớt tre nhá, thớt tre, giá sẽ là 70.000. Đấy, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thớt tre như này dùng cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Kích thước của nó đây, đấy, kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 30 và một chiều này của nó sẽ là 24 nhá. Đấy, một chiều 30 gì đấy, một chiều 30, chiều 24. Đây em sẽ đo chính xác cho các bác. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. 70.000 cho một con thớt tre như này. Con này thì rất tiện dụng luôn này các bạn. Đấy. Chiều này của nó là đi 33, một chiều 33 và một chiều 24. Đấy. Chiều 33 và chiều 24 nhá. Đấy, một chiều 33 và chiều 24. Hàng này thì rất là to các bạn. Đấy, dùng thì cực kỳ là đã luôn. Các bác có thể dùng để thái rau, thái dợ, thái thịt, thái đồ ăn sống, đồ ăn chín thì rất là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thớt tre này. Đấy, thớt tre rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho cái thớt tre như này, 70.000 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ lục giác. Lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này thôi. 90k cho một bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây tất cả. 1 2 3 4 5 2 4 6 6 3 là 9, 9 cây như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu như này rất là tiện cho các bác sử dụng. Hàng thì cực kỳ chất lượng, giá thì có 90k thôi. Các bác mà ra cửa hàng mà mua nó sẽ bán cho các bác khoảng 120 đến 150 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật mà giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lục giác 7 màu, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đây đây, nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì con này nó giúp rất là tiện này. Các bác dùng để mình
xâm thịt này, chế biến thịt này. Đấy, mình cứ xâm vào như này là nó sẽ có lỗ đây này. Đấy, có lỗ ở đây thì các bác dùng để mình chế biến tẩm ướp gia vị và rất là ngon luôn. Đấy, xâm lên các phần bì, phần thịt của nó này. Giá sẽ là 25k nhé. 25.000 cho một cây xâm thịt như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cây xâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây xâm thịt như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, đây nó sẽ là một con thước kẹp gem như này. Và ở đây thì nó điều chỉnh bằng cơ, hàng của Nhật. Giá sẽ là 150.000 cho thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, chất liệu của nó là thép không gỉ, có thể đo mặt trong, đo mặt ngoài và đo chiều sâu. Đấy, con này thì nói chung là các tính ứng dụng thì các bác biết rồi. Đó, và hàng của Nhật độ chính xác cực kỳ là cao luôn. Đây, Japan các bác này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là thước kẹp gem cơ này. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Đó. Con này thì đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 40 cành cho một con khóa phanh đĩa như này. Con này thì rất là tiện này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phần phanh đĩa của mình là xong. Đấy. Và chìa của nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể đeo vào chìa khóa của mình hoặc chùm của mình hoặc bỏ trên ba lô cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k nhé, 40k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này. Đấy, bác nào có xe máy thì nên sử dụng cái này. Xe máy, xe đạp điện rất là an toàn luôn. Khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k thôi. 40.000 cho cái bộ khóa phanh đĩa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70.000. Bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi, các bác dùng cái này cho em rất là tiện này. Đấy, vào mùa nắng nóng thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Willing của Đức. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng này ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó thì bỏ vào ngăn đông cho em. Khi nào mình cần uống nước ngọt, uống rượu bia thì các bác cho vào cho em. Đấy, khi mình uống thì nó giữ được độ tinh khiết này, vừa giữ được độ tinh khiết này, vừa là làm lạnh tốt này, và giá rất hợp lý nhá. 70k cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này, bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên dùng thoải mái luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về một số cái mã hàng rất là hot, đặc biệt là bắt đầu vào mùa du lịch rồi. Thì bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu ba lô du lịch các bác nhá. Đấy, vali, vali kéo, các bác lên cho em là vali kéo. Đó. Màu sắc thì rất là đa dạng luôn. Kích thước thì em sẽ đo cơ bản cho các bác xem. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đấy, sẽ có hai loại, một loại cao cấp thì sẽ là 900.000 và loại bình dân hơn một chút thì cũng là 650.000. Loại 650.000 này cũng là một loại khá là chất lượng cho các bác rồi. Khá là chất lượng các bác nhá. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác này. Dẫm đạp đập phá thoải mái luôn. Đập banh banh xà banh các bác này. Dẫm đạp đập banh banh luôn, chỉ có đau tay thôi các bác nhá. Chỉ có đau tay thôi. Chất của nó thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đó, thì bên em có hai mẫu, một mẫu là 650.000 và một mẫu là 900.000. Đấy, đây. Đây em sẽ đo kích thước cho các bác xem luôn. Đấy, thì bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, cặp này thì nó sẽ là cặp bình dân này. Cặp bình dân thì giá của nó sẽ là 650.000. Chiều cho nằm xuống. Đấy, thì cái chiều ngang của nó sẽ là 40. Rồi, chiều ngang 40 các bác nhá. Đấy, chiều cao thì chiều dài của nó sẽ là 60. Và chiều bề dày. Đấy, bề dày của nó thì sẽ là 25 các bác nhá, 25. Đấy, tiếp theo, đấy là con to. Còn đây là con bé này. Đấy, em sẽ đo con bé cho bác xem. Con bé này thì chiều dài là 55. Đấy, tính cả chân là 55 nhá. Đấy. Và chiều ngang này là 35, chiều ngang là 35, ngang 35 và chiều dày của nó thì nó sẽ là 20. Thì khi mà bên em gửi cho các bác thì bên em sẽ bỏ con nhỏ và con to. Đấy, bỏ con nhỏ và con to. Hai con nó sẽ nằm vào nhau. Đấy, thì nó sẽ là combo bên em bán theo đôi. Một đôi này thì đôi loại thường thì sẽ là đôi loại thường thì sẽ là 650.000, còn đôi loại VIP. Đấy, loại VIP đây, đây là loại VIP này. Đấy. Kích thước thì nó như nhau thôi các bác nhá. Kích thước thì nó đều là như nhau hết. Kích thước thì đều là như nhau. Đây. Nhựa của nó là 100% là nhựa ABS nguyên sinh này. Đấy. Tay nắm hợp kim không gì các kiểu con là điểu luôn. Đây. Đấy, kéo ra rồi đẩy đi rồi xoay vòng các kiểu con là điểu luôn, rất là ngon nhá. Xoay này, đẩy đi này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đó, thì nó sẽ có cho các bác là mẫu VIP này thì các bác lên cho em là vali VIP thì sẽ là 900.000. Vali VIP là 900k nhá. Đó. Lấy cái bút tên này ghi. Vali VIP thì sẽ là 900.000, còn vali thường thì sẽ là 650.000. Đấy, thì đây, cái màu thường thì em cũng có mấy màu như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy, em vừa đấy test sản phẩm cho các bác xem đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác xem đây. Đấy. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Đó, có 13. Các bác có thể ngồi lên cũng ok luôn, không bao giờ lo hề ấn gì. Đó. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Tay nắm của nó này. Đấy, rất là ngon lành luôn nhá.
kể cả loại thường và loại VIP này thì tay nắm đều bằng hợp kim hết nhá. Đấy, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết, cực kỳ ngon lành cành đào cho bác luôn. Đó, loại thường loại VIP như này, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Và bên em sẽ bán theo combo nhá, combo. Đấy, nó sẽ bán theo đôi, từng đôi một. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là đôi loại thường và đôi loại VIP. Đấy thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đấy, vali VIP thì sẽ là 900.000 cho một cặp. Đấy, còn vali thường thì sẽ là 650.000 cho một cặp nhá. Đấy, một cặp đôi. Đó, thì đây là loại thường này. Đấy, loại thường. Còn loại VIP thì là nó sẽ có cái bo đầu kiểu như này. Bo đầu kiểu này các bác này. Đấy, bo đầu kiểu như này các bác này. Đấy, loại VIP là nó sẽ bo đầu kiểu như này. Đấy, còn loại thường thì nó sẽ cũng có bo đầu nhưng mà nó sẽ đây, loại thường thì đây. Loại thường thì nó sẽ bo đầu kiểu này các bác này. Đấy, bo đầu kiểu này. Đấy, loại thường thì nó sẽ là bo tròn, còn loại VIP này thì nó sẽ bo khác hơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà về cái chất nhựa nhất của nó thì nó sẽ chất lượng hơn. Đó thì các bác muốn lấy mẫu nào thì có thể lên theo số điện thoại này của bên em các bác nhá. Đấy, riêng cái hàng này thì hàng cồng kềnh thì các bác phải cọc tiền thì bên em mới gửi các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm huấn nhá. Đấy, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và người thân. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay các bác nhá. Đấy, máy xay hàng của thương hiệu Socani nhá, Socani. Hàng này của nó thì nó sẽ là một cái hàng cao cấp các bác. Hàng này là hàng cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy, đây. Đấy, nó xuất đi khá là nhiều nước này, Anh, Pháp, Mỹ, Nga, rồi Australia, Italia, các kiểu luôn. Hàng của thương hiệu Socani nhá. Công suất của nó sẽ là 400W và 1.500ml các bác nhá, với 3 chế độ luôn, với 3 chế độ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy thì con này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp. Đấy, hàng mới tinh, hàng của Nhật này. Đấy, tất cả của nó đều bằng thép hết nhá. Cái này là bằng thép này. Đấy, bằng thép chứ không phải bằng nhựa đâu nhá. Đấy, bằng thép luôn. Và cái chấu này của nó thì cực kỳ là sâu cho nên là các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ nhá. Có công tắc như này thì các bác dùng nó rất là an toàn. Nó có công tắc này rất là an toàn luôn. Đấy, đây. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani này, 400W này, 1,5 lít này, điện 220 V này. Đó, đây. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba đây, một cái cối thủy tinh to như này và lưỡi của nó là vào cái loại lưỡi kép nhá, lưỡi kép 2 4 6 8 lưỡi này các bạn. Đấy, rất nhiều lưỡi cho các bác luôn, lưỡi kép như này. Âu bằng thủy tinh dày 5 ly nhá, âu thủy tinh dày 5 ly. Các bác xay tôm, xay cá, xay cua, xay ốc đều được hết nhá. Đây, cái nắp của nó này, nắp đậy của nó đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác nhá. Nắp đậy của nó là rất là ngon lành luôn. Đó. Nắp này của nó thì nó sẽ là một cái dòng nắp mà có xoáy gen các bạn, có xoáy gen đây. Đấy. Có gen xoáy này các bạn. Đây. Có gen xoáy như này. Dùng thì cực kỳ là chắc luôn đấy các bạn thấy không? Đấy, lắp vào nó rất là chắc này. Đây là dây của nó này. Con này thì các bác lên cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 470.000 và bao ship. Đấy. Đây, sử dụng trực tiếp điện 220V luôn, điện 220V, rất tiện dụng nhá. Các bác cắm điện vào cho em này. Tay giữ này, bật công tắc này. Đấy, số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cái máy xay sinh tố này mình dùng thì nên nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Ví dụ vào số 1 này, xong lại về này. Đấy, vào số 2 này. Đấy, sau đó các bác lại về nhá. Đấy, chứ mình không nên dùng liên tục nhá. Dùng liên tục thì nó sẽ là không tốt. Đây. Đấy, cái âu này của nó thì bằng cái cối này của nó là bằng thủy tinh nhá. 1 lít rưỡi, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay khô như này. Cái xay khô này thì các bác có thể dùng để xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều ok hết nhá. Đấy, và nó là dòng bằng bằng thủy tinh cho nên là dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn này các bạn. Đấy. Rất tiện các bác thấy không? Đó. Xay thì rất là tít luôn. Đó. Các bác dùng thì nó rất là dễ nhá, chỉ cần sập vào lẫy như em như này xong, sập vào lẫy này, bật này. Đó, bật này. Rất ngon luôn, máy chạy cực kỳ là êm và ngon. Và dòng chấu của nó là chấu kép và rất là sâu như này nên các bác dùng cực kỳ là ngon và tiện ích. Giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá của nó sẽ là 450k cho cái mẫu máy xay sinh tố như này. 450.000 cho một em các nhá. 470.000. Xin lỗi các bác. Máy xay sinh tố 470.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng để đun bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều đun được hết nhá. Đấy, một con ấm đun nước như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm đun nước nhá. Giá sẽ là 430.000. 430.000 và bao ship. Hàng thì của thương hiệu đây. Hàng của thương hiệu là Kaisavilla, Kaisavilla. Hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Kaisavilla hàng của Đức này. Đun được là tới 1 2 3 4 5 6 loại bếp này. Đấy, đun được 6 loại bếp luôn. Đấy, đế cực dày nhá. Và con này thì dung tích của nó sẽ là vào 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít. Hàng mới tinh. Nắp niếc cực kỳ là ngon luôn các bạn này. Đấy, đây. Nắp của nó này các bạn này. Đấy, đây. Các bác ấn mở này, rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất tiện ích luôn. Các bác xem. Cực kỳ là ngon luôn, nắp của nó này. Quai thiết kế rất là hiện đại, hàng của Đức cực kỳ chất lượng nhá. Đây, nắp của nó đây. Hàng bằng inox nhá và cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, logo thương hiệu này. Đun được tới 5 6 loại bếp như này này, 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn. Kaisavilla chữ dập chìm luôn nhá. Lên cho em đó là ấm đun nước nhá. Ấm đun nước 430.000 cho một con ấm đun nước như này. 430k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bấm móng 5 chi tiết nhá. Bộ bấm móng 5 chi tiết này. Đấy, bộ bấm móng 5 chi tiết. Giá sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái bộ bấm móng 5 chi tiết như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm là 6 chi tiết nhá. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết xin lỗi các bác. Bộ bấm 5 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là 60 cành. 60 cành trong cái bộ này. Đây, đấy. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái ví da như này. Đấy, đựng trong một cái ví da như này các bác nhá. Đấy, một cái ví da như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái bộ lấy dây tai và một cái mài này. Đấy, cái này để các bác mài móng này. Cái rũa, đấy gọi là cái rũa đây. Một cái rũa như này để các bác mài móng tay nhá, rũa móng tay như này. Đó, rất là đẹp và tiện ích luôn. Cái rũa này thì rất là ngon. Đây, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 5 chi tiết như này. Bấm móng này của nó thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Bấm thì cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Bấm rất là ngon. Đấy, và nó có cái độ đè rất là tốt nhá. Đấy, độ đè độ ăn móng rất là tốt luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi ba cái bấm móng, trong đó có một cái bấm khóe này. Một cái bấm khóe và hai cái bấm cái to cái nhỏ, một cái bộ lấy dây tai và một cái rũa như này. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60k thôi. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết nhá. Đấy. Bộ bấm móng 5 chi tiết giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Đấy là cái sản phẩm thứ nhất này. Đó. Sản phẩm thứ hai là cái bộ ba bấm móng Đức này, bộ ba bấm móng Đức hàng của thương hiệu Winling hai hình người của Đức đây. Đấy, cái này thì đựng trong một cái hộp nhôm như này và nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này nhá, ba cái bấm móng như này. Đấy, và đợt này thì cái bộ này bên em cũng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này các bác nhá. Đó, cũng bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó, bao gồm cho các bác là chất liệu là thép không gỉ hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức. Và sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe như này. Đấy, combo cho các bác cũng là 3 chiếc như này nhá. Cũng là 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, bộ 3 móng Đức này. Con này thì các bác lên cho em là bộ 3 móng Đức, giá sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em đó là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức này. Bộ 3 móng Đức. Móng Đức giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví này. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng nhá. Ví hồng. Con này bên em đang bán là 60.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 cho một cái ví hồng như này thôi. Đấy, 55k cho một cái ví hồng như này. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này. 1 2 ba cái bấm móng, một cái kéo này. Một cái kéo, một cái nhíp này và một cái kìm cắt da chết này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đó. Con này thì bộ này bên shop đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55.000 thôi. 55.000 cho một cái bộ ba bấm móng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đấy, xin lỗi các bác, lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ví xanh này. Đấy, bộ ví xanh. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k. Ở đây thì cũng bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, bốn cái bấm móng nhá. Bộ này thì có thêm một cái bấm cho trẻ em nữa. Bấm trẻ em nữa, 1 2 3, bốn cái bấm móng này. Rồi nặn mụn này, lột da này, rồi làm móng chân, móng tay, đầy đủ các chi tiết như này nhá.
Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví xanh nhá, bộ ví xanh. Bộ này thì giá của nó vẫn là 100 cành nhá, 100 cành trong cái bộ ví xanh như này. Bộ này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, khá tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ ví xanh như này. Khá là nhiều chi tiết nhá. Cái bộ kia thì nó ít chi tiết hơn, bộ ví hồng thì nó ít chi tiết hơn một chút. Bộ xanh này thì rất là nhiều chi tiết để cho các bác có thể sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k. Đó là các cái loại ví của bên em. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái công tắc áp quy nhá. Công tắc áp quy thì đây nó sẽ là một cái công tắc như này, thì khi các bác muốn đấu bóng điện nhá, chỉ cần xoáy này thôi là nó sẽ tự đóng ngắt cho các bác này. Đây, nó có on off ở đây. Các bác bắt cái này vào cái phần đai áp quy này, các bác muốn mở bóng này đấy, hoặc cắt như này rất là tiện, các bác không cần phải dùng tay sử dụng, nó sẽ là bất tiện. Đấy, các bác chỉ cần đấu dây vào đây cho em này. Đấu dây vào đây cho em, cái đầu này mình kẹp vào bình đó và các bác sử dụng thôi. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là công tắc áp quy nhá. Công tắc áp quy giá sẽ là, lên mã giúp cho em là công tắc áp quy, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái công tắc như này, đúng như cái hàng của em luôn. Lắp chặt vào cho em này. Đấy, mình vặn thì nó sẽ sáng và bỏ ra thì nó sẽ tắt, thì nó là một cái dạng công tắc đóng ngắt như này, nó rất là tiện. Thì khi các bác muốn dùng bóng bánh, các bác không cần phải kẹp nữa, nó rất là bất tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em là công tắc áp quy, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái này là cái gì tự động? Hả? Cái bản lề tự động các bác nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một đôi như này. 30.000 cho một đôi như này, thì khi mà về các bác lắp vào hai cái cánh cửa tủ này hoặc là các cái cánh cửa nhỏ. Đấy, chuồng chó, chuồng mèo vân vân, thì là các bác chỉ cần lắp vào cho em. Lắp vào bắt vít vào là khi các bác mở cửa ra là sẽ tự nó đẩy vào. Thì nó rất là tiện. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem. Giá chỉ có 30k thôi. Đây các bác nhá. Đấy, về nhà thì ví dụ như cánh cửa tủ nhà mình nó bị dơ, bị bong hỏng này, các bác bắt vít con mới này vào cho em. Đấy, bắt vít vào như này. Và khi các bác mở ra thì nó sẽ đẩy ra. Đấy, nó sẽ có một con ti, nó sẽ giúp cho các bác là đẩy ra. Đó, các bác thấy không? Đấy, và khi các bác không dùng nữa thì nó lại đẩy vào, nó tự động nó đẩy vào thì rất là tiện nhá. Cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt, 30.000 cho một đôi thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vào những cái cánh cửa tủ nhà mình rất là ok luôn nhá. Giá rất hợp lý 30k, lên cho em là bản lề tự động 30.000 một đôi. Hello, chào các bác quay trở lại với số bạn muốn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái giày quân đội nhá. Đấy, giày quân đội hàng cực đẹp cho các bác luôn. Con này của nó thì chất liệu của nó sẽ là dạng là vải dàn ri như này. Vải dàn ri như này các bác nhá. Còn bên dưới của nó sẽ là hàng đúc cao su non trực tiếp luôn. Đấy, đi thì rất là êm ái, các bác có thể dùng để mình đi làm này, hoặc là đi chơi này, hoặc là đi tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Đấy. Và giá thì lại rất là hợp lý cho bác, hàng thì hàng quân đội nhưng mà giá thì rất là hợp lý đây các bạn. Đấy. Đi vào thì nó cực kỳ là ôm chân luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Thì nó sẽ có cỡ, thì bác nào đi cỡ bao nhiêu thì báo để em gửi số cho các bác nhá. Đấy, em gửi cho các bác đây. Rất là ngon lành các bác này. Đi vào thì rất là đẹp và ôm chân luôn. Đây các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đế của nó sẽ là thuộc dạng đế cao su non đúc liền như này. Hàng siêu bền luôn. Các bác có thể dùng để đi làm này, đi chơi này. Đấy, hoặc tập thể dục thể thao cũng rất là ok. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140k thôi. 140k cho một cái đôi giày như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di. Giá sẽ là 140.000. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá, giá sẽ là 140k này. Đấy, tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho bác cái lô mũ da bò nhá. Mũ da bò. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, và màu màu nâu và màu đấy. Đấy, nó sẽ có một cái màu nâu nhạt và một cái màu màu nâu da bò như này các bác này. Đấy, một màu da bò và một màu cái này là màu xám này, một cái màu xám và một cái màu da bò như này. Đấy. Một cái màu xám đen và một màu da bò như này các bác nhá. Đấy, cái này nó sẽ là màu xám này. Đấy, một cái màu xám như này. Và đây nó sẽ là màu da bò. Đấy, thì nó sẽ có hai màu. Có hai màu cho các bác lựa chọn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con mũ da bò đẹp như này. Đấy, 150k các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đó, 150.000. Nó sẽ có màu da bò và màu xám. Màu da bò và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đó. Con này thì đội thì dáng cực kỳ là đẹp luôn. Ôm form đẹp. Và giá thì lại, đấy em sẽ đội thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, ôm form ôm dáng rất đẹp luôn các bác này. Đó, các bác thấy chưa? Đó, đây. Cái này màu xám này. Các bác có về
về mình có thể tùy chỉnh nhá, tùy chỉnh. Đấy. Kích thước của nó thì rất là xinh. Đây khóa của nó là khóa đồng hết như này. Đấy. Ôm form lắm. Cái này các bác đội rất là đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Đội rất là đẹp luôn. Vân xinh các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá, mũ da bò. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một em mũ da bò như này. Có hai màu, màu xám và màu da bò. Màu xám và màu da bò. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mũ da bò nhá. Mũ da bò. Giá sẽ là 150k. Đấy, 150.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ. Thì khi hàng về thì nó sẽ có cho các bác hai màu. Màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên. Hàng made in USA này, made in USA. Chất liệu của nó là da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Đây các bác này. Đấy, hàng này thì chuẩn 100% da bò luôn. Các bác có thể lấy máy lửa đốt tét thoải mái cho em luôn. Đây, made in USA. Đấy. Và mặt của nó là mặt vàng đúc liền, rất là đẹp luôn. Mặt vàng nguyên khối đúc liền rất là đẹp. Và nó là dạng con lăn như này thì các bác có thể tùy chỉnh to nhỏ kích thước như nào là tùy theo. Mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp này, mặt đúc liền tráng gương rất là đẹp và con lăn như này thì các bác có thể thò ra thụt vào, tăng giảm cái cữ của nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 190.000. Em đã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Giá sẽ là 190k cho mấy em thắt lưng da bò như này nhá. Thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 190k nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu ví da bò nhá, thì nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Đó, màu đen và màu nâu như này nhá. Đấy. Màu đen và màu nâu như này, cũng hàng của Mỹ đây, made in USA. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên, da bò nguyên miếng tự nhiên đây. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 thôi. Đây mã giúp em đó là thắt lưng da bò. Đấy, 120.000. Hàng thì khỏi phải bàn đây. Đây các bác. Đấy. Cạo vào nó cũng chỉ có như này thôi. Đấy, cạo cao mà nó chỉ ra như này thôi, chứ không bao giờ nó bị chảy xước nhá, không bao giờ nó bị chảy xước. Đấy, nó sẽ tự nó lại liền các bác nhá. Lên mã giúp em đó là thắt ví da bò nhá, ví da bò. Ví da bò này, giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đấy, con này thì sẽ là một con hạc và một cái lư hương như này. Một con hạc và một cái lư hương, một cái lư hương như này. Các bác đeo vào mình sử dụng này. Đó. Giá thì sẽ là 70.000. Đấy, 70.000. Đấy, cả hạc cả lư như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đồng. Đây. Về nhà các bác đeo vào như này cho em. Đấy, đeo vào như này. Bên em có bán cả cái nhang của hạc này luôn. Nhang của hạc này cũng là 70.000 luôn các nhá. Đấy. 60.000 cho một hộp nhang. Để cầm cho anh hộp nhang ở đây. Đấy. Đấy. Thì rất là đẹp như này các bác này, rất là đẹp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Các bác có thể dùng để đốt này hoặc là trưng bày cũng được. Rất là đẹp. Đấy. Thì giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá. Đó. Hạc đồng này. Giá của nó sẽ là 70k cho một con hạt đồng như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đuổi muỗi nhá. À, máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột. Con này thì vừa đuổi chuột, côn trùng kiến gián nhưng mà chủ chốt vẫn là đuổi chuột luôn. Lên mã giúp cho em là máy đuổi chuột. Con này thì giá sẽ là 35k cho một con máy đuổi chuột như này nhá. Đấy, lên cho em là máy đuổi chuột này. Đó. Máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá của nó sẽ là 35k một chiếc. Đấy, đây. Hàng cực kỳ là ngon luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em 35.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết cho em các loại bệnh dịch kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đó, giá thì chỉ có 35.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng
Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Dòng này của nó thì cái công dụng tối đa của nó là chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đấy, nếu các bác dùng những cái bàn chải thông thường thì nó rất là hay bị các cái triệu chứng như trên. Nhưng các bác dùng con này thì cực kỳ yên tâm luôn, có kiểm định các bác đây. Đấy, chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000 cho một vỉ như này. 25k cho một vỉ bàn chải đánh răng như này, bao gồm cho các bác là 6 chiếc luôn. 1 2 3 4 5 6 cái. Tính ra là vào mua chỉ có mất 6424 này. Đấy, tính ra vào có 4.000 một cái bàn chải thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. 1 2 3 4 5 6 6424 em bán có 25.000. Giá cực tốt cho các bác luôn, một vỉ bàn chải như này nhá. Đấy, hàng thì chuyên kiểm định như rồi, chống viêm nướu, lợi đau lợi, chảy máu chân răng. Vỉ bàn chải nhá, vỉ bàn chải giá sẽ là 25k. 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái khay cà phê nhá, khay cà phê. Đấy, thì các bác lên cho em là khay cà phê. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Đấy, rồi hoa quả các thứ, nói chung là đa di năng luôn. Bên shop bán lẻ thì sẽ là 25.000 cho một chiếc như này. Còn nếu các bác nào lấy combo là 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000. Đây, một set 5 cái thì sẽ là 5 khay cà phê là 110.000 một set nhá. Còn lấy lẻ thì sẽ là 25.000 một chiếc. Còn các bác lấy từ 5 cái trở lên. Đấy, lấy từ 5 cái trở lên combo 5 chiếc thì giá sẽ là 110.000 thôi. Combo 5 chiếc như này 110.000. Cái này các bác có thể dùng để mình đựng hoa quả này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, còn nó khá là sâu luôn, múc đồ xào đấy không lo bị tràn nước nhá. Lên cho em là khay cà phê 25.000 một cái, 110.000 cho 5 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt của Nhật nhá. 55.000 một hộp như này. Đấy, viên giặt của Nhật 55.000 cho một hộp như này. Đây. Đấy. Cái này thì về nhà các bác có cả giặt, cả tẩy, cả xả luôn. Cả giặt, cả tẩy, cả xả như này. Thì các bác về các bác chỉ cần ném cho em là một túi này vào là xong. Đấy. Các bác ném trực tiếp vào cái đống quần áo của mình luôn, không cần phải mất công vệ sinh và cực kỳ là tiết kiệm luôn nhá. Đấy. Một hộp này thì của nó sẽ có cho các bác là bao nhiêu đây? Đấy, một hộp này của nó là không biết là bao nhiêu cái nữa. Rất là thơm luôn các bạn. Đấy, các bác cứ thế là mình bỏ vào trong cái ấy nhà mình thôi. Đấy. Lưu hương trong vòng 72 giờ đấy các bạn. Rất là thơm luôn nhá. Đó. Và em cũng không biết là nó là bao nhiêu viên nữa. Đây, để em đổ ra em đếm cho các bác xem. Khá là nhiều đấy các bạn, khá là nhiều luôn mà cũng không biết là bao nhiêu. Đây. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, thơm lắm. 12, 14 này, 16 này, 18 này, 20 này, 22 này, 24 này, 26 này, 28 này, 30 này, 32 này, 34 này, 36 này. Nó vào khoảng là 40 thôi nhá, vào khoảng là 40 viên. 40 viên như này, tức là các bác dùng được 40 lần, 40 lần. Đấy, dùng được 40 lần. Giá thì 55k, tính ra như vậy là mỗi lần giặt thì nó mất vào đâu đó là vào khoảng là trên 1.000 một chút thôi. Mùi của nó thì cực kỳ là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Đấy, lên cho em là viên giặt Nhật nhá. 55.000 cho một hộp nhá. 55.000 cho một hộp như này. Một hộp này khoảng 40 viên, nói chung là dùng thì cực kỳ là thích luôn. Đấy, các bác dùng để mình giặt quần áo rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là cái gì? Cái nối nhanh này, nối nhanh dây điện nhá, xem bán bao nhiêu. Đấy, cái nối nhanh dây điện như này các bác này. Đấy, thì các bác chỉ cần là lật cái này ra cho em này. Đấy, lật cái này ra, đút dây điện vào đây, sau đó thì mình sập vào là xong, không cần phải dùng băng dính quấn kéo lằng ngoằng mất thời gian. Đấy. Lên cho em là nối nhanh dây điện nhá. Nối nhanh dây điện, đó. 75.000 chục chiếc. Bao nhiêu? 75.000 chục chiếc, 10.000 chiếc. Giá bán lẻ thì sẽ là 10.000 một cái như này. Còn các bác mua cả chục thì sẽ là 75.000 một chục nhá. Đấy, 75.000 một chục. Đấy, thì nó rất là tiện. Đây, các bác chỉ cần là lật cái này lên, cắm dây điện vào đây cho em xong, ập nó xuống là xong. Đó. Đấy, lên cho em là nối nhanh dây điện, giá sẽ là 75.000 một chục và 10.000 lẻ là 10.000 một cái. 10.000 cho một cái như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em lại tiếp tục về. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhân hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sách nói nhá. Đấy. Sách quý song ngữ dành cho trẻ em. Cái này thì nó sẽ có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Giá thì bên em đang bán là 100. Đợt này em còn một ít nữa. Đấy, thanh lý nốt cho các bác cái giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sách nói nhá. Giá sẽ là 80.000. Cái này bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi.
giá này thì giá này là giá rất là mềm rồi, cho nên là không có kèm pin. Và các bác lắp pin thì nhớ là lắp đúng chiều cho em, để tránh cái việc là khi các bác lắp vào nó sẽ không không nhận nhá, thì lắp đúng chiều pin cho em là ok thôi. Đó. Cái này bên em bán thì lưu ý các bác là không kèm pin nhá, bán là không có pin đâu, về nhà các bác tự mua pin thôi. Đấy, các bác lắp pin vào cho em này, sau đó thì mình bật lên này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai phím, một là cái phím nguồn của cả quyển, là nó sẽ là cái phím màu vàng như này. Đấy. Cái phím vàng này là cái phím nguồn của quyển này, còn cái phím màu xanh này là phím của trang này, thì các bác dùng trang nào nhấn trang đấy này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, nó sẽ có cho các bác là rất nhiều chủ đề khác nhau nhá, rất nhiều chủ đề khác nhau, và có cho các bác là cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn. Đây. Nha. Ông bác cha. Đấy, tiếng Anh. Tiếng Anh. Father. Đấy. Mother. Uncle. Đấy, chuyển sang tiếng Việt nhá. Tiếng Việt cha. Đấy. Bác có, sĩ. Có cả âm nhạc này. Cô. Câu hỏi này. Có đọc truyện này. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, nhưng phải cái rời biếng và cầu thả. Đấy, lên mã giúp cho em, đó là sách nói nhá, đang bán 100. Đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn là sách nói này, 100k này, giá chỉ còn 80k thôi nhá, 80.000 cho quyển sách nói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái lọ thuốc diệt kiến dán này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình diệt kiến, diệt dán, rồi côn trùng cho em, nhưng mà đặc biệt là siêu diệt kiến dán nhá, siêu diệt kiến dán. Cái này thì bên em đang bán là 10.000 một lọ, nhưng mà đợt này thì bên em sẽ bán cho các bác là combo nhá. Combo cho các bác sẽ là 20.000 cho 3 lọ như này. Đấy, bên em sẽ bán là 20.000 3 lọ như này nhá. Đó. 20.000 cho 3 lọ như này các bác này. Đấy. Đấy, em sẽ bán là combo là 20.000 3 lọ, em không bán lẻ nữa, còn các bác nào mua lẻ thì vẫn là 10.000 đi. Còn lại là em sẽ bán theo combo là 20.000 cho 3 lọ như này nhá. Đấy, con này thì chuyên trị diệt kiến diệt dán rất là tốt luôn. 10.000 cho một lọ, và mua từ 3 lọ thì giá sẽ là 20.000. Đấy, chuyên trị kiến dán này. Các bác cứ nhỏ vào những cái đường đi của nó nhá, và những khu vực mà nó trú ẩn. Đấy, nhỏ từ 5-7 giọt này là nó sẽ bị tiêu diệt luôn. Đấy, nó công ra và chết cả đàn luôn. Ngoài ra thì bên shop có cái hộp thuốc dán này, hộp thuốc dán. Đây, nó sẽ là dạng viên như này các bác này, dạng viên như này. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Thì hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này, made in Japan này. Về nhà thì các bác có thể để vào trong các cái tủ quần áo này, rồi tủ bếp này. Nói chung là đa di năng các bác để vào đâu cũng được. Đấy, thì con kiến con dán nó sẽ con dán nó sẽ ngửi thấy cái mùi thuốc này là nó sẽ nó sẽ tự chết nhá, tự chết này. Thì con này thì phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn, số 1 của Nhật Bản nhá. Và chức năng của nó thì diệt dán con này, dán trứng dán này, dán mẹ này, rồi tổ dán này. Đấy, đa di năng luôn nhá. Lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái hộp thuốc dán như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm, đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá, hàng thương hiệu Fuku. Giá thì ấm siêu tốc Hàn Quốc, hàng thương hiệu Fuku nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em, đó là phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ. Dung tích là nó là 3 lít cả vỏ. Cầm cho anh cả cái ấm hàn đây. Dung tích ấm hàn 3 lít cả vỏ, các bác chỉ cần đặt đây này cho em. Đó, sau đó thì mình cho nước vào cho em là xong. Đây. Lên mã giúp cho em, đó là phích đun sôi nhá. Con này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, đây các bác này. Inox 304 hết nhá. Đấy, bên ngoài thì cũng là bằng inox, đấy, bằng thép, còn bên trong là inox 304 sáng bóng đẹp. Nắp xoáy có khoai này, giữ nhiệt tốt này. Nhiệt độ lúc nào nó cũng vào khoảng là 90 độ C. Và các bác cứ để bên trong cho em. Đấy, khi nào mà mình cần rót thì mình ấn cái nắp này cho em. Đấy, các bác cứ để đây sôi nó tự ngắt, sôi tự ngắt. Còn các bác không thích nữa thì mình bỏ hẳn ra. Lên mã giúp cho em, đó là ấm phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Giá sẽ là 180.000. Đó, phích đun sôi này. Phích đun sôi 180k là con phích đun sôi nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop về cho các bác là sản phẩm, đó là cái ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Đây. Ấm siêu tốc của Hàn Quốc, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Kuku. Và con này thì ấm siêu tốc, còn con vừa nãy thì em gọi nó là phích đun sôi nhá. Con này thì giá bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 130.000 cho một con ấm như này. Đấy, 130k.
Đấy, hàng thì bên em đóng gói gửi đi cho các bác là nó sẽ nguyên đai nguyên kiện như này. Đó. Nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác sử dụng nhá. Đó. Và rất là tiện ích luôn. Đó. Và 130.000 cho một con 130.000 cho một con ấm như này, con này. Đấy, 130k. Hàng cực kỳ chất lượng này, phục vụ các bác luôn. Đấy, đế của nó đây các bác này. Công suất của nó sẽ là 1.500W, 2,5 lít. Đây. Đấy, 2,5 lít điện 220V. Đây các bác này. Rất là ngon luôn. Bên ngoài thì bằng nhựa, bên trong thì bằng inox 304. Sáng bóng đẹp các bác này. Đó, thấy chưa? Dung tích 2,5 lít, tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Công tắc ở đây. Giá chỉ có 130.000 thôi. Ấm siêu tốc Kupu của Hàn Quốc nhá. Đó. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn này. Siêu tốc Hàn. Ấm siêu tốc này. Siêu tốc Hàn Quốc giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy thì con này nó sẽ là một cái ly to như này, dung tích của nó sẽ là 600ml nhá. Đấy, 600ml, hàng của Mỹ này, American này. Đó, American, hàng của Mỹ cực kỳ là ngon cho các bác luôn. Đó. Và nó sẽ có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox như này, thì cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn, nắp có gioăng nhá. Nắp có gioăng, các bác có thể cho ống hút vào đây mình sử dụng này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Con này các bác dùng để mình ly giữ nhiệt này, các bác dùng để uống bia này, hoặc là mang nước đi chơi, đi làm, đi học đều được hết nhá. Đấy, hoặc các bác có thể bỏ cái nắp này ra, mình dùng trực tiếp như này để mình làm cốc uống bia thì rất là ngon luôn, vừa một lon bia nhá và giữ nhiệt rất là tốt. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một con ly giữ nhiệt như này. Ly giữ nhiệt này. Đó. Ly giữ nhiệt. Giá sẽ là 60k nhá. 60k cho một em ly giữ nhiệt như này. 60.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo ngày hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi đây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi như này, 30k thôi. Giá này là giá thanh lý luôn. Các bác cứ đưa vào như này là cắt thôi, đưa vào như này là cắt, nó rất là tiện dụng. Ở đây thì nó sẽ là cơ chế xoay bên trong như này, cho nên các bác dùng rất là ngon, không sợ bị đứt. Đó, giá sẽ là 30k nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi 30.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch nhá. Đấy, các bác lên cho em là hút dung dịch này. Con này cũng chỉ 30k cho một cái bộ hút dung dịch này thôi. Một cái ống như này và một cái đầu hút như này. Và các bác theo chiều mũi tên này cho em. Chiều mũi tên này sẽ là chiều ra nước này, còn chiều này là chiều hút này. Bóp này cho em là nó sẽ ra này. Đấy, ở đây sẽ có cho các bác một cái đai như này, 30k nhá. Lên cho em là hút dung dịch, giá sẽ là 30.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ màu cầu vồng nhá. Lên cho em là bộ màu cầu vồng. Bộ này thì rất nhiều chi tiết này. Nó có tới cho các bác là 150 chi tiết luôn. 150 chi tiết như này, tha hồ thoải mái cho các bác, cho các em nó vui chơi sáng tạo luôn. Lên cho em là màu cầu vồng nhá, màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng này thôi. Đây, màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì, có gọt bút trì, có kéo này, có đồ thủ công đầy đủ cho các bác luôn. Đây, đấy, 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100k thì các bác có thể mua để làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Màu cầu vồng, giá sẽ là 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái móc khóa này. Móc khóa bằng da bò như này. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác 5.000 một chiếc thôi. 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này nhá. Đấy, 5.000 cho một chiếc móc khóa da bò như này. Thì cái này rất là tiện dụng này, về nhà các bác có chìa khóa thì các bác đeo vào cho em để nó tránh mất chìa. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên nhá, 100% da bò tự nhiên. Đấy, hàng xịn sò da bò tự nhiên như này. Lên theo là móc khóa da bò nhá, giá sẽ là 5k. 5.000 cho một cái như này. Đấy, 5.000 cho một cái. Còn bác nào mua số lượng thì bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá là mua lẻ thì sẽ là 5.000 một cái, còn mua combo thì sẽ là 10.000 ba chiếc nhá. 10.000 ba chiếc cho cái móc khóa da bò như này nhá, 10.000 ba cái. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao ba con này. Thì đầu tiên nó sẽ là con dao gọt như này. Con dao gọt gỗ như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con dao gọt gỗ như này. Đấy, con lên theo là dao gọt gỗ, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho em dao thái gỗ như này. 80.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là có một con dao chặt gỗ như này. Đấy, con này thì
cân nặng của nó thì khoảng 4 lạng đấy, khoảng 3 đến 4 lạng. 4 lạng ạ, rất là đầm tay luôn, chặt cực kỳ là ngon. Hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy. Con này thì sẽ là 180.000. 180.000 cho con như này. 180.000 thôi nhá. Đấy, và các bác lấy combo. Lấy combo 3 con này thì 3 con này là bao nhiêu đấy? 260.000 cho 3 con dao như này nhá. Đấy. Nếu các bác lấy combo thì sẽ là 260.000 cho 3 con như này. Đấy, còn mua lẻ thì con này sẽ là 180.000. Đấy. Con dao chặt này thì sẽ là 180.000 nhá. 180k con này này. Đấy, còn là 3 con thì sẽ là 260k nhá. 260.000 cho 3 con. 260.000 bên em bao ship đến tận nhà cho bác cho 3 con dao như này. Một con chặt, một con gọt, một con thái nhá. Combo 3 con dao như này 260.000, em test cho các bác xem luôn. Đấy. Con nào cũng sắc như nước hết này các bác này. Đấy, sắc như nước hết, các bác thấy sợ chưa? Đấy, các bác về dùng cẩn thận kéo đứt tay nhá. Đấy, con này 40.000, lên cho em là gọt gỗ 40.000 này. Tiếp theo là em thái gỗ này. Sắc như nước luôn các bác này. Đấy. Các bác về thì dùng lưu ý cẩn thận thì em không đứt tay. Đấy. Con này nó sẽ là con thái gỗ này. Đấy, con này chuyên để thái này. Thái này, thái lọc này, 80.000 nhá. Còn con này là con dao chặt này. Con dao chặt cán gỗ như này, ốp điền thân như này. Con này sẽ là 180.000. Đấy, 180.000. Đấy. Thì nếu các bác mua combo thì hai con này đã là 260 rồi, 260 rồi. Và sẽ được tặng kèm thêm con này và bao ship nữa. Đấy, combo 3 con thì là coi như là được tặng kèm con này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên em về được một cái mẫu nồi rất là đẹp. Và cái giá thì nó sẽ là giá thanh lý, có một bộ thôi. Một bộ nhưng mà hàng rất chất lượng các bạn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bộ này thì có một bộ thôi và bán giá thanh lý, cho nên là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán, chứ còn không bán qua hình thức cọc. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, rất là chất lượng các bạn này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con nồi lạch như này, một con nồi quay lạch như này. Đấy, chất liệu của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, chất liệu khỏi phải bàn rồi các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Một con nồi quay lạch con này thì đường kính của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, gần 20 cm này. Tiếp theo là đến một con nồi to này. Một con nồi to. Con này thì đường kính của nó vào khoảng đâu đó vào khoảng là 20 mấy cm đấy. Đấy, 24 cm gì đấy các bác nhá. Đấy. Rất đẹp các bạn, hàng rất chất lượng. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều được hết nhá. Đó. Toàn bộ là có tráng đá chống dính hết nhá, có tráng đá chống dính hết. Đấy, tiếp theo là một cái chảo nữa. Đây, một con chảo như này. Con chảo này thì đường kính khoảng 28 cm các bạn. Đấy, đều tráng đá chống dính hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Thì cái này em chỉ có một bộ thôi. Đấy, có một bộ duy nhất thôi các bác nhá. Một bộ duy nhất thôi. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ bán. Combo cho bác bao gồm là một cái nồi lạch này, có cái chảo khoảng 28 cm này. Và một cái nồi như này nhá, một cái nồi như này. Đó. Thì combo của nó là 3 món nhá, 3 món. Giá thì bên shop trân trọng thanh lý gửi tới các bác, giá chỉ có 500.000 thôi nhá. 500.000 cho một cái bộ 3 món như này. Và giá này thì bên em bao ship, yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy. Bình thường nếu một cái chảo như này mua đã phải 5-700.000 rồi. 5-700.000 cho một cái chảo như này rồi. Hàng cực kỳ chất lượng các bạn, đẹp, mới, sáng bóng nhá. Đó, một cái nồi này. Con nồi này rất là dày luôn. Con nồi này thì đường kính khoảng 24 cm, nồi siêu dày luôn các bạn. Đấy. Nồi siêu dày, tất cả đều là hàng tráng đá chống dính hết. Đấy, rất dày dẫn các bạn. Kính cường lực, tráng đá chống dính. Vung quai các thứ. Đây, đấy vung quai các thứ này. Làm bằng gỗ này, gỗ chống chống nóng rất là tốt luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ nồi trắng nhá. Bộ nồi trắng có một bộ duy nhất thôi. 500.000 bao ship. Đấy, các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi đơn thôi nhá. Đấy thì nói chung nó chỉ có một bộ thôi, nên là em cũng bán nhanh thôi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái mẫu sáp ô tô nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là sáp ô tô. Đây, đấy. Thì cái sáp ô tô này thì bên em về cái mẫu mới, cái mẫu cũ thì hết mất rồi. Đợt này về cho các bác một cái mẫu mới, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Và cái giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có 40k cho một cái hộp sáp ô tô này thôi, 40.000 cho một hộp nhá. Đấy. Đây, các bác này, đó. Hương của nó thì rất là nhiều hương khác nhau và rất là thơm luôn. Đây. Các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này, lột cho em cái tem niêm phong này ra là xong. Đấy, lột tem niêm phong này ra. Đó, nó là cái dòng sáp khô, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Các bác có thể để trên ô tô này, đây. Đấy, các bác nhìn bên trong nó chưa? Đó. Các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là sáp ô tô. Giá sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Lên mã giúp cho em là sáp ô tô này. Sáp ô tô giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hương hoa rất là thơm luôn.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì đấy? Cái tên nó là gì? Các bác lên cho em là bình 3 nhá, 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình. Cái bình này thì dung tích của nó vào khoảng là 500 ml nhá, 700 ml các bác. Đấy, và có nắp như này, có nắp này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể xoáy ra trực tiếp này. Đó, inox 304. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có ba cái cốc luôn. Thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, giữ nóng giữ lạnh cho các bác rất là ok luôn. Đấy, rất là đẹp. Thì có cốc như này các bác có thể dùng để mang đi mình uống nước trực tiếp này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là tổng là ba cái cốc, vừa là cốc vừa là nắp được luôn, rất là tiện. Đó, lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, giá sẽ là 80k cho một cái bộ bình 3 như này. Bộ này thì các bác có thể dùng để mình làm quà tặng hoặc là mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết nhá. Lên cho em là bình 3, giá sẽ là 80k nhá, 80k cho cái bộ bình 3 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đây, một con bình voi như này các bác này. Đấy, một con bình voi như này. Con này thì rất tiện ích luôn. Đây, đấy. Hàng thì của nó sẽ là inox 316 nhá, inox 316. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. Đấy, hàng về theo lô, có lô lít 2, có lô lít 3. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống nắp tự đẩy nhá. Về nhà các bác lắp cái phần cao su non này vào cho em này. Đấy, phần cao su non. Và đây là cái phần quai. Các bác lắp vào hai đầu cho em. Đó. Sau đó thì mình cho vào, cho cái phần cao su non xuống dưới. Sau đó thì mình xoáy nắp vào đây. Đó. Xoáy nắp vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy nắp vào nhá. Khi các bác dùng thì mình chỉ bật này là cái ống hút nó lên là các bác có thể hút trực tiếp này. Đấy, không dùng nữa mình lại đậy vào khóa vào. Đó. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các em nó mang nước đi học đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Inox 304 rất dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình voi, giá sẽ là 160k nhá. Đấy, lên cho em là bình voi này. Bình voi 160.000 cho một em bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng luôn. Đó. Một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng như này. Giá sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu iPhone. Dây thì dài khoảng gần 1 mét này, có hai đầu Type C và hai đầu USB. Các bác về các bác cắm dây vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cái củ sạc nhanh của iPhone này. Đấy, con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Sạc nhanh sẽ bao gồm cho các bác là một cáp dây và một củ như này. Củ này thì của nó rất là nặng luôn nhá, công suất là 20W nhá. Đấy, con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Bác nào có iPhone thì bắt buộc phải dùng cái này và mua dùng thì nó rất là tiện. Giá thì rất hạt rẻ. Bên em thanh lý được giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh giá sẽ là 60.000, hàng của thương hiệu iPhone nhá. Hàng của thương hiệu iPhone. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh xe ô tô. Đấy, vỏ ô tô. Đấy, để nó tạo độ sáng bóng, độ đẹp nhá. Lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây các bác này. Đấy, các bác đưa ra mình tẩy vào xoong nồi này rồi các cái đồ nhà bếp. Đó, sáng bóng đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá này chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo chuyên dụng. Đấy, nó sẽ là dòng màu trắng sánh sánh mịn mịn như này. Thì các cái phần tường bị nứt, bị thấm ruột hoặc là bị co ngót hoặc là bị hở đấy thì các bác về các bác trà lên cho em, sau đó thì mình vuốt nó phẳng đi là xong. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái hộp mà keo vá tường như này. Đây, ví dụ như là các cái vết nứt, các cái vết bong chốc các bác về các bác chỉ cần vá vào này cho em xong rồi. Đấy, vá vào như này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Nó sẽ là dòng keo và nó sẽ khô từ từ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn đấy các bác theo. Đấy, nó vá này xoát nó kín vào luôn và sạch đẹp luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp keo vá tường như này. 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây các bác này, các cái phần tường mà bị bong chốc thấm rột này. Đó, các bác bôi vào cho em. Sau đó thì mình gạt đi là xong. Kể cả những cái phần mà trẻ em nó tô vẽ nhá. Đó. Rất là tiện ích các bạn, dùng thì đa di năng mà hiệu quả, nhanh gọn, sạch sẽ. Các bác không cần phải tốn thời gian pha chế các kiểu nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok.
Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũi hộp khoan tháp đỏ nhá, hộp khoan tháp đỏ này. Đấy. Lên cho em là mũi khoan tháp đỏ. Hộp này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một hộp khoan tháp đỏ như này. Hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Vừa mũi khoan vừa là lấy gen luôn các bác này. Đấy. Vừa khoan vừa tazogen luôn. Combo cho các bác một hộp như này bao gồm cho các bác là 6 mũi nhá, 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen. Khoan tháp nhỏ nhất thì nó sẽ là 412 này. Đấy, rồi 432 và 420. Đó. Thì chất liệu của nó là thép gió phủ titan, hàng cực kỳ siêu bền sắc bén cho các bác luôn. Lên mã giúp em là khoan tháp đỏ nhá. Đấy, khoan tháp đỏ. Nó hộp nó đỏ như này lên là bên em đặt là khoan tháp đỏ nhá. Khoan tháp đỏ giá sẽ là 110.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu đó là cũng là mũi khoan tháp, thì cái này nó là 5 mũi kèm một cây lấy dấu luôn. Đấy, thì cái này nó sẽ là nguyên khoan tháp thôi và có kèm một cây lấy dấu các bác nhá. Đấy, thì đây, nó sẽ là 5 mũi khoan. Đấy, cái này thì nó thiên về 5 mũi khoan và kèm một cây lấy dấu này. Đấy. Thì các bác lên thì em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu nhá. Đấy, thì đây các bác này. Đây, cái lấy dấu này rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần là bấm vào này là có dấu này. Đấy, thì các bác làm thợ làm nghề các bác biết rồi. Đó. Dập này là có dấu luôn đây. Dấu rất là to này các bác này. Đấy, em dập cho các bác xem nhá. Đấy, đây, dấu rất là rõ các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Thì cái này các bác dùng để mình lấy dấu, đánh dấu trước khi mình khoan hoặc là mình đục. Đấy, rất là ok. Thì nó cũng có cho các bác là mũi đầu tiên nó sẽ là 4 đến 12 này. Đấy, rồi to nhất sẽ là 432. Chất liệu của nó thì vẫn là thép gió phủ titan nhá, cực kỳ sắc bén các bác luôn, hàng của Nhật này, Unica này. Đấy, Unica Japan nhá. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Hộp 5 mũi này. 5 mũi kèm lấy dấu nhá. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Kèm lấy dấu nhá, giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu như này các bác này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì nó sẽ được vào khoảng là tầm 30 chiếc các bác, 30 chiếc. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng cái giấy như này, bằng cái khăn ướt như này và có tẩm sẵn cho các bác là các cái chất tẩy rửa luôn để các bác mình vệ sinh giày dép nó rất là tiện và sạch sẽ nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch giấy lau giày như này. Lên cho em là cái giấy lau giày này bao nhiêu đấy? Giấy lau giày nhá, lên cho em là giấy lau giày. Giấy lau giày. Giấy lau giày giá của nó sẽ là 20.000 trên một bịch nhá, và các bác nào mua từ 3 bịch trở lên thì sẽ là 50.000. 3 bịch là bằng 50.000, giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. 3 bịch 50.000. Thật ra đây là chiếc giấy ướt thần kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến. Đấy, các bạn thấy chưa? Dành cho những người lười. Giày bị bẩn bong chốc các bác lau sạch luôn. Nó có cái lớp bọt như này này. Là do cái dung dịch tẩm ở trong đấy đấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giày này, kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn các bạn ạ. Rất là tiện các bác nhá. Mọi người đây. Có thấy nó giống một cái gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là đi chơi mà đánh giày thế này đấy, bao này. Giờ xong đấy. Khăn lau giày đa năng là cứu cánh cho những lúc giày bẩn mà chúng ta muốn sử dụng luôn như đi đấy, rất tiện luôn. Đi chơi vân vân, làm sạch nhanh chóng mà không cần rửa nước hay vật dụng nào hỗ trợ. Chất liệu từ thiên nhiên an toàn cho da. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồ da nhá. Đồ da, hàng da bò của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu như này. Chất liệu của nó thì da bò tự nhiên, hàng da bò nguyên miếng cao cấp. Đây là cái mặt của nó này, mặt của nó thì rất là xịn luôn. Mặt của nó sẽ là mặt đúc liền nguyên khối này các bạn này. Mặt đúc liền nguyên khối này dùng cực kỳ là đã luôn các bạn. Dòng này thì dùng miễn chê luôn, bền vĩnh cửu luôn. Các bác chỉ cần dùng nó cũ quá thì mình vứt đi thôi chứ không bao giờ hỏng được. Mặt của nó là mặt mạ vàng này, tráng gương mạ vàng đẹp này. Tráng gương mạ vàng 18 carat cực kỳ đẹp luôn. Đúc liền như này mà dòng con lăn rất là dễ sử dụng nhá, không lo hỏng nhá. Đó, và cỡ nào cũng vừa, thích thả bao nhiêu thì thả nhá. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA. Đó. Giá thì bên shop đang cập nhật gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này. Cái này 190 đúng không? 190.000 thắt lưng da bò Mỹ nhá, hàng tuyệt phẩm cho các bác luôn. Thắt lưng da bò Mỹ 190.000. Các bác muốn lấy màu đen thì lấy màu nâu thì lấy. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá, da bò nguyên miếng tự nhiên. Đây, thì để xác minh là sao là nguyên miếng tự nhiên thì đây các bác này. Đấy. Hai cái nó đã không bằng nhau rồi các bác này. Đấy, hai cái không bằng nhau.
Tức là khi mà người ta cắt ấy là nó theo từng thớ một, nhưng mà chiều dài của nó thì dài nhất vẫn là khoảng là ngắn nhất là khoảng 1m1 và dài nhất thì khoảng 1m2, 1m3. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò này. Đấy, đây. Ví da bò cũng là hàng của Mỹ luôn, made in USA nhá, hàng nguyên miếng như này. Đấy, cũng là 100% da bò tự nhiên. Các bác có thể đốt thoải mái nhá, đốt thoải mái cho em luôn, không có hề ấn gì luôn. Đó, cứ đốt trực tiếp vào cái chỗ phần giữa, em đừng đốt vào chỉ, nó cháy chỉ thôi nhá. Đó. Vì ví thì cực kỳ là mỏng nhẹ thì các bác dùng nó không bị cạnh. Đây, da bò này các bác này. Đấy, da bò nguyên miếng nó phải như này. Các bác thấy chưa? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Lên mới giúp cho em là ví da bò nhá. Ví da bò này. Ví da bò 120k một cái. Đấy, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ghế hơi các bác này, ghế hơi. Thì đây nó sẽ là một con ghế như này. Chất liệu của nó là bằng da lộn, bằng da lộn này. Các bác này, đấy nó sẽ là bằng bằng nhung lộn rất là đẹp luôn. Con này dùng thì cực kỳ là thích. Đấy, và các bác bơm lên thì con to thì nó sẽ là cao 86 này, sâu là 1m22 này và rộng là 98 cm, gần 1m. Còn con nhỏ này thì nó sẽ là 55 và 26. Đây, hai con như này luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này thôi. Cái này khi bơm lên nó sẽ to như này luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình thư giãn này, nằm nghe nhạc này, rồi có thể để mình để ngoài ban công này, nói chung là rất là tiện. Đó. Dùng rất là đã nhá. Hai người ngồi lên cũng ok luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này. Cái này thì nó bồng bềnh nhá, bác nào bị đau lưng mỏi gối gối cái thứ là dùng rất là thích. Đó. 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Lên cho em là dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 sen, 25 sen và 30 sen. Đấy, có 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy thì nó đều là 250g một bịch hết nhá. 250g một bịch thì cái dài thì nó sẽ ngắn ít đi. Đấy, còn là gam thì bằng nhau. Giá đều là 25.000 hết. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn. Có thể dùng để mình làm dây thít vào bao này. Hoặc là cây cảnh này, hoặc là đa di năng ở đâu cũng được, rất là tiện này. Đấy, ví dụ như mình có cái bao thóc, bao lúa, mình chỉ cần thắt vào này cho em xong, rất là tiện luôn. Hoặc là các bác dùng để mình thắt cây cảnh, cây cối các thứ nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là dây thít nhá. Dây thít giá thì chỉ có cho bác là 25k trên một bịch như này. Đồng giá nó sẽ có là các bác là 20 sen này, 25 này và 30 sen. Các bác muốn lấy loại nào lấy các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ như này và bên em bán là 50.000 ba típ. Đó, 50.000 cho ba típ keo đa năng xanh như này. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, rất tiện ích để các bác có thể dán đa di năng được luôn, keo đa năng xanh 15k trên một típ này thôi. Đấy các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, nó dán rất là đa di năng luôn nhá. Đó. Các bác thấy chưa? Đó. Các bác có thể dán cánh kệ tủ, rồi nói chung là móc treo quần áo, rồi tủ, rồi ổ điện như các thứ đều ok hết. Đấy, dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đó. Rất tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k một típ thôi. Rất tiện luôn các bạn. Keo dán đa năng nhá. Đó. Hả? 20.000 các bác nhá. Đấy. 20.000 đợt này về cho bác giá 15.000 một típ luôn, 50.000 ba típ. Giá thanh lý luôn các bác nhá. Đó. Trước em đang bán 20.000 đợt này về cho bác giá tốt luôn, 15.000 một típ, 50.000 ba típ luôn các bác nhá. Đấy, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji made in Japan các bác này. Đấy, Muji made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó.
hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá, màu sắc thì rất là đẹp luôn đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu mét 6 và một mẫu mét 8, đều là nhân 2 mét nhá, mét 6 2 mét và mét 8 2 mét. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn đó. Và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này đấy, sợi mây tự nhiên như này thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm, và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống đó. Và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, hàng thương hiệu Muji đây, Muji made in Japan đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật, giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào, tươi, bỏ tranh tờ giấy, chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy, 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây giá sẽ là 180k đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu, đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên. Và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m, các bạn rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá, 40 x 60 các bác này. Đấy, và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá, một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn, hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá, chăn ga này, chăn ga Nhật này, chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Cầm anh cái ổ vàng ở đây. Đấy thì sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện vàng nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 5 chân này, cái ổ va đập ấy. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là 5 chân, 1, 2, 3, 4, 5, 5 chân cắm như này. Đấy, và có các cái dòng chân khó như này nhá. Con này thì các bác lên cho em là ổ vàng nhá, ổ vàng, giá sẽ là 45k. Đó, ổ vàng, con này là cái gì, B1 à? Ổ vàng giá sẽ là 45k nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ điện như này. Nó cũng là ổ vàng nhưng mà nó cùng tên, nên bên em sẽ lên nó là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là bao nhiêu? 65k nhá, 65k nhá, cái ổ B1 như này. Con này thì hai con này đều là dòng chống va đập hết này. Đấy, đập phá thoải mái cho em, đập phá thoải mái quá nhá. Đấy, dùng rất là thích này. Đấy, đập không hề có một cái vết cong vênh xích mẻ nào luôn. Đấy, không hề một vết xước luôn nhá, chống va đập rất là tốt luôn. Hai con này thì đều là dòng chống va đập hết nhá. Con này thì các bác lên cho em là ổ B1 giá sẽ là 65.000, có đèn báo này. Về nhà các bác xoáy cho em hai cái ốc này ra, sau đó lật ngửa nó lên là mình kết nối dây vào đây cho em. Đó, công suất rất là lớn luôn, lõi của nó đều bằng đồng hết, cắm rất là ngon.
Đấy, còn con này thì nó cũng là dòng ổ đúc để chiến công trình nhá. Con ổ vàng này là 45.000. Đấy, ổ vàng 45.000. Còn con ổ B1 này sẽ là 65.000. Các bác muốn lấy con nào lấy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình đo đạc đa di năng cho các bác luôn. Có cho các bác là ba cái mực thước này, chéo, nghiêng và đứng này. Đấy. Có cái cản pin này các bác rút cái ra cho em. Đó, sau đó thì bật lên này. Đấy là nó sẽ là đèn led nó sẽ lên các bác này. Đấy đây, rất là sáng luôn các bác này. Các bác thấy không? Đó. Đây, em dọn tường cho bác xem này. Đấy, rất là xịn sò bác nhá. Đấy, mình có thể lấy góc vuông này, rất là tiện ích nhá. Lấy góc vuông các thứ đều ok hết này. Đấy. Và có tia ngang, tia dọc rất tiện. Con này thì giá sẽ là 90.000. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một em như này. Các bác có thể dùng để mình làm thợ làm nghề hoặc là sử dụng chế cháo vào trong gia đình nhà mình cũng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em là thước laser nhá, thước laser này. Thước laser giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít xanh nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một cái bộ vít xanh như này. Bao gồm cho em là một đầu vít này, một đầu vít, một tay nối dài và một tay nối dài và 30 đầu vít như này. 30 đầu vít to nhỏ lớn bé dẹt tròn đầy đủ cả thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, có đầu to, đầu nhỏ, đầu lớn, đầu bé, lục giác, ba khe, tròn, mũi khế đều có hết nhá. PH1, PH2, PH3 lắp vào đây cho em là mình sử dụng này. Rất là tiện luôn. 40.000 trong cái bộ vít như này thì các bác nên dùng. Đấy, rất là tiện ích này. Đó, thay tháo đầu rất là đơn giản thôi. Rất là ngon lành nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bộ vít như này thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc nghề hoặc là sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Nó ưu điểm của nó có tới 30 đầu vít khác nhau luôn. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Nên cho em là vít xanh nhá, giá sẽ là 40.000. Đó. Vít xanh, giá sẽ là 40.000 trong cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái con đèn cầm tay này. Con này thì một đèn một cáp sạc có pin năng lượng mặt trời luôn và có rất là nhiều đèn cho các bác đi kèm này. Đấy, một con đèn cầu này. Một con đèn cầu khá sáng luôn. Tiếp theo là đến hai con đèn led hai bên này. Tiếp theo là một con đèn dọi như này, một con đèn dọi như này. Pha của nó cũng rất là dọi luôn, dọi khá là xa luôn các bác này. Đấy, rất sáng các bác này. Pha của nó dọi rất là sáng luôn các bác thấy không? Đây, ban ngày mà còn như này các bác biết rồi. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Đây, tấm pin năng lượng mặt trời có báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Điện thoại hết pin các bác sạc cái này ra cho em. Đó, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 100 cành. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay, giá sẽ là 100 cành. Đấy. Đèn cầm tay này, đèn cầm tay giá sẽ là 100.000 nha, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm một con đèn nữa đó là đèn hộp nhôm nhá. Đây, con này là sẽ là đèn hộp nhôm, có dây đeo, cáp sạc đầy đủ cho bác luôn, có cả 5 châm hít này để các bác đặt lên cái nào mà mình cần để giữ để chiếu sáng này, và có cả máy lửa luôn. Đây, đèn thì rất là sáng các bác này. Đấy, sáng lắm, sáng chóe luôn các bác nhá. Đấy, các bác đừng nhìn trực tiếp vào, nó như nhìn vào mặt trời rất là nguy hiểm các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Rất sáng luôn các bác thấy không? Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cả máy lửa luôn, có cả chế độ nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, có cả máy lửa đây. Máy lửa thì các bác giữ lì cho cái phím thấp này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì đèn lên là máy lửa lên. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Và các bác giữ là nó lại tắt này. Giữ là nó tắt. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đấy. Các bác giữ lì này cho em là nó lại tắt. Đấy. Và các bác giữ này nó đèn nó tắt là nó tắt, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đèn hộp nhôm. Các bác lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Con này 100. Đấy, giờ gửi tới các bác giá chỉ còn 90.000 thôi. 90.000. Lên cho em là đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm này. Giá của nó cực kỳ sốc luôn, 90.000 cho một con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động đây. Một bịch này của nó thì sẽ là 12 đôi. Và bên shop bán bịch cũng có mà bán lẻ cũng có. Các bác muốn lấy bịch thì lấy, mà lấy lẻ thì lấy. Đấy, một bịch của nó thì sẽ là 70.000 cho 12 đôi. Còn mua lẻ thì sẽ là 5 đôi là 40.000. Đây. Đấy. Chất liệu của nó thì dệt 5D, giãn cực kỳ luôn, có cao su non này, chống trơn trượt này, cầm bút viết các thứ thoải mái luôn. Đấy, cầm bút viết thoải mái luôn các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là găng tay lao động nhá. Găng tay lao động này. Thì lấy 5 cái, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. 5 đôi là 40.000, còn 12 đôi thì sẽ là 70.000. Đấy, mua cả bịch nó rẻ. Đấy, cả bịch là một bịch như này là 12 đôi thì giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, có là màu xám, màu đen và màu xanh thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bạn. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, các bạn thấy không? Hút rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, một cái biển như này nó hút phát một luôn các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Một cái biển to như này mà còn hút được các bạn này. Đấy, thấy chưa? Đó, rất là tiện ích nhá. Đó. Rất tiện ích luôn các bạn này. Đó.
hút rất là khỏe luôn các bạn, hút rất là khỏe luôn đấy các bạn này. Đấy, nó hút cái túi bóng vào các bạn này. Đây. Các bạn thấy chưa? Đấy, đây. Cái túi bóng như này mà nó còn hút vào này các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Hút rất là khỏe luôn các bạn này. Đó, thấy chưa? Đó, đây nhá. Đấy, thấy không? Đây. Đấy các bạn thấy chưa? Cái túi bóng này nó còn hút vào được này các bạn. Đấy. Rất khỏe luôn nhá. Có các cái đầu như này. Đầu thổi luôn. Đầu này đầu thổi các bác lắp vào đây này. Đấy, các bác lắp vào là nó sẽ thổi thôi. Đây em thổi cho bác xem này. Đấy. Thổi cũng rất là mạnh luôn. Các bác có thể dùng bơm phao, bơm bóng đều được này. Đấy, đây thấy chưa? Đấy. Thổi này rất mạnh luôn. Đấy, rất mạnh luôn. Đó. Thổi rất là mạnh luôn nhá. Thổi thì lắp vào cái đi này xem. Đấy. Thì con này là chạy bằng pin nhá và có cáp sạc như này, có cáp sạc vào nhà các bác cắm củ sạc điện thoại nhà mình. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đầu chổi, đầu chiếc đầy đủ cho bác luôn. Đấy, các cái đầu chổi như này nhá, đầu chổi, đầu hút như này vệ sinh. Lên cho là hút thổi bụi chạy bằng pin. Bỏ trong cái điện đây xem nào. Cái thổi bụi điện này. Hút thổi bụi bằng pin nhá, thổi bụi pin này, đó. Thổi bụi chạy bằng pin nhá. Giá sẽ là cái này là cả hút cả thổi luôn. Hút thổi bụi pin giá sẽ là 100 mấy. Dòng dây điện này 170k nhá, 170.000. Ngoài ra thì bên shop có cái con chạy bằng điện này. Đấy. Con chạy bằng điện này thì sẽ là 260.000 cho con bằng điện như này. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là vòng tua công suất của nó là 1000W luôn nhá, 1000W luôn. Sử dụng điện 220V. Con này thì hút thổi cũng cực kỳ là khủng luôn. Đấy, con này thì hút thổi rất là khủng luôn. Đây. Đấy, rất là kinh khủng luôn các bạn này. Đây, em lắp vào cho các bạn xem. Con này 260.000. Thổi bay hết đi luôn các bạn. Đây. Đây. Hết luôn các bạn. Đấy, cứ bóng luôn. Đây các bạn. Đấy. Thổi rất là thích luôn, các bạn thấy chưa? Đó. Và có cả đầu hút nhá, hút thì các bác lắp cái vòi này sang đây, lắp cái vòi này sang đây thì nó sẽ chuyển sang hút này. Đấy. Lắp vòi này chuyển sang hút này. Hút rất là mạnh luôn các bạn này. Đấy. Đây. Đây các bạn này. Đấy. Kéo vào túi bóng lên luôn này các bạn. Được chưa? Đó. Đó. Hút rất là mạnh nhá. Con này sẽ là 260.000. Con này là hút thổi bụi bằng điện nhá. Đây. Đây là cái đầu lưới hút của nó này. Một con bằng điện, con bằng pin. Đấy. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Điện con nào thì mình sử dụng con đấy. Gia đình to thì các bác muốn thổi lá cây, hút bụi ngoài sân, ngoài sướng các thứ thì dùng cái con chạy bằng điện này cho em cho nó khỏe. Đấy. Con này lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá, chạy bằng điện này. Giá sẽ là 260k. Đấy. Hút thổi bụi này, vừa hút vừa thổi luôn. Hút thổi này, hút thổi bằng điện 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa này. Đấy. Bộ này thì sẽ là 195.000. Đấy, bao gồm là cả quần cả áo luôn, cả quần cả áo. Đây, hàng đúng như trên hình như này các bạn này, đúng như trên hình như này luôn. Hàng của thương hiệu Tú Phong. Đấy, hai lớp nhá, hai lớp mặc và đúng như này luôn, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Giá thì cỡ là cỡ to, cỡ XL thoải mái cho bác mặc luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn, giá thì sẽ là 195k nhá, 195k. Con này các bác ra ngoài cửa hàng mua họ sẽ bán cho bác khoảng 250 đến 300. Bên em bán 195.000 cho bác thôi. Đấy, một quần một áo vào nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Bộ rổ vuông như này, hàng nhựa của Việt Nhật, siêu bền và cực kỳ an toàn luôn, nhựa Việt Nhật này. Đấy, hai lớp. Một rổ và một chậu như này. Ba đôi nhá. Cứ một rổ một chậu cho em. Một rổ một chậu như này, bao gồm ba đôi. Con to nhất thì vào khoảng 35 cm và con nhỏ nhất này thì nó sẽ vào khoảng là đi 23 cm. Đây. Đây, nhựa của nó này. Đấy, được rồi. Thôi. Đấy, nhựa của nó này. Rất tuyệt vời luôn. Bao nhiêu? Chất nhựa của nó này. Bỏ cho anh cái chai xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, bao gồm là 3 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nắp cống nhựa ngăn mùi này, nắp cống nhựa ngăn mùi. Giá thì chỉ có 15k thôi. Con này thì tiện lắm, các bác mua về để mình để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok. Ngăn mùi rất là tốt, 15k trong cái bộ nắp cống nhựa ngăn mùi như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Với hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của mình, với những mùi hôi khó chịu và những con côn trùng không biết từ đâu trở lên, thoát nước kém và bị tràn ngập đã có cách giải quyết với chiếc giường thoát nước thế hệ mới. Với những ưu điểm vượt trội, cơ chế khóa một chiều thông minh cùng với lớp cao su liền CPR tạo thành lớp bảo vệ vững chắc ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn xâm nhập dưới đường ống. Thoát nước dễ dàng gồm 4 cửa xoáy 360 độ giúp thoát nước nhanh và ổn định nhiều lớp lưới ngăn chặn rác bẩn hiệu quả. Bạn không phải lo đường ống bị tắc nghẽn hay tràn nước. An toàn tiện lợi dễ dàng bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, tiết kiệm chi phí thay thế các loại inox đất đỏ, kém hiệu quả kích thước phù hợp với mọi lỗ thoát nước sàn hiện nay. Thay thế nắp van cống nhà mình. Bạn đang gặp vấn đề với hệ thống thoát nước nhà vệ sinh của mình? Với những mùi hôi khó chịu và những con côn trùng không biết từ đâu trở lên,
thoát nước kém và bị trào ngược đã có cách giải quyết với chiếc phiền thoát nước thế hệ mới. Với những ưu điểm vượt trội, cơ chế khóa một chiều thông minh cùng với lớp cao su liền CPU tạo thành lớp. Giá chỉ có 15k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình xịt chống thấm này. Đấy, con này thì công nghệ nano. Đấy, công nghệ nano Nhật Bản. Thì khi mà các bác xịt vào thì nó sẽ phủ lấp các cái bề mặt cho các bác rất là tốt luôn. Đấy, khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em. Đó, sau đó thì mình bắt đầu xịt này. Đây, em sẽ xịt cho các bác xem nhé. Lắc đều lên cho em nhé. Đấy, đây các bác này. Đấy. Thì nó sẽ là cái dạng mà nano như này. Đấy, nano như này và nó là dòng cao su non. Thì khi xịt thì nó sẽ phủ lên các cái bề mặt rất là tốt này. Đây, nó đang phủ lên các bề mặt này. Đấy, thì khi mà các bác xịt vào thì nó sẽ giúp cho các bác là lấp kín các cái lỗ hở rất là tốt luôn, các cái vết nứt rất là tốt nhá, máy trần nhà rồi là tường rồi là các vết nứt rất là ok. Giá sẽ là 50k nhá, lên thì em là xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn các bạn này. Hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu, chỉ với vài thao tác xịt đơn giản tạo lớp phủ nano trên bề mặt, siêu cách dính, giúp hàn vá mọi vết nứt và chống thấm rất là tiện luôn các bạn này. Bề mặt vật liệu như nhựa, bê tông, sắt, thép, gạch men, thậm chí là bề mặt gỗ, cao su, hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chóc. Đặc biệt, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm sột cho bà con. Rất tiện luôn các bạn. Nhận ngay siêu ưu đãi. 50k cho một bình các bác nhá. Đấy, xịt chống thấm mái tôn này, mái ngói này, rồi nói chung là các cái bề mặt thấm rột nứt các bác xịt vào cho em rất ok luôn. Giá này chỉ có cho các bác là các cái khe nứt như này, 50.000 một lọ nhá. Đấy, rất ok. Bó anh đi biển. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mặt hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái súng rửa xe nhá. Các bác lên cho em là súng rửa xe. Con này thì giá sẽ là 150.000, hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các phần đầu kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy, bóp cực kỳ là ngon luôn nhá. Con này thì bóp ngoài như này nó rất là êm tay, các bác bóp nó rất là dễ, chứ không như cái súng truyền thống là nó có cái vòng ở đây thì các bác bóp nhiều khi nó cứ hãm tay, nó rất là khó làm. Đấy. Ngoài ra thì nó có các cái đầu van để mình kết nối đây, thì các bác có thể về để mình lắp đặt vào cho em. Đấy, có cái đầu van kết nối đây. Giá sẽ là 150.000, và cái này thì nó sẽ có cho các bác là xoáy tĩnh tiến như này để các bác có thể là xịt rửa xe này hoặc là dùng để tưới cây này, rất là tiện nhá. Đấy đây, nó sẽ xoáy tĩnh tiến này, rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là súng rửa xe nhá, súng rửa xe. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này, rất tiện luôn. Các cái phần đầu kết nối này của nó đều bằng đồng hết này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng hết. Con này thì dùng rất là xịn sò và tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các cái hệ đầu kết nối như này. Bỏ anh cái bút đi. 150.000 thì cái súng rửa xe này các bác nhá. Cái bút. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe các bác nhá. Cân sức khỏe đây. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là súng rửa xe này. Lên cho em là súng rửa xe nhé. Súng rửa xe giá sẽ là 150k. Đó, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe này. Cân thì sẽ có kèm pin cho các bác luôn. Lô này về thì sẽ có kèm pin. Con này thì sử dụng rất đơn giản thôi, các bác cứ lắp pin vào cho em là xong. Đấy, ngoài ra con này thì nó có app để các bác có thể kết nối với Zalo hoặc là quét mã vạch để mình sử dụng, nó rất là tiện này. Đấy. Thì khi các bác kết nối thì nó sẽ giúp cho các bác là đo các cái cân nặng này, nhịp tim này, huyết áp các thứ nhá. Thì về nhà các bác tự kết nối thôi. Còn em giới thiệu cơ bản thì em chỉ bán cái này với công dụng là cân thôi. Cân thôi nhá. Còn về nhà các bác muốn sử dụng thêm các cái tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu nhá. Đấy, em bán thì chức năng chính vẫn là dùng để cân. Đấy là cân sức khỏe. Các bác về các bác cân người để cân tính cân nặng thôi. Còn về nhà các bác muốn dùng như nào đấy là tùy các bác nhá. Đây. Có cập nhật nhiệt độ luôn, có cập nhật nhiệt độ đang là 27 độ C và có báo cân luôn. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đấy. Em thì hiện tại đang là 64,3 kg các bác này. Đấy, 64,3 kg, tức là 64,5 cân. Đấy, 64,5 cân, gần 65 cân. Đấy. Đây nhá. Có các chức năng như này, về nhà các bác kết nối vào là các bác sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Giá sẽ là 130k, 130.000 cái cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhé, ủng đi mưa. Đấy. Giá đợt này về cho các bác giá tốt luôn, chỉ còn 90.000 trong cái bộ ủng đi mưa như này nhé, 90.000 trong bộ ủng đi mưa như này. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình đi mưa, đi ở khu vực nào mà bị mưa rồi lầy lội là các bác đi vào cho em. Con này thì các bác đi nó rất là rộng, nên các bác có thể đi xỏ hạ quả cả giày cả dép vào đây luôn, cả giày cả dép các bác cứ đi vào. Đó, sau đó thì về nhà các bác chỉ cần giặt đi cho em là xong, thì mình đi giày dép nó vẫn sạch sẽ mà nó ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa giá sẽ là
90k nha, 90.000 cho cái bộ ủng đi mưa nha. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Ủng đi mưa có khóa kéo và chốt cài không lo bị thấm nước vào bên trong các bác, có bo chun ở phần cổ nên nó không bị lỏng lẻo như các cái đôi ủng bình thường mà còn giữ ấm được nữa. Đi những hôm trời mưa thì đỡ lạnh chân, đỡ ướt giày mọi người ạ. Đấy, giày dép các bác xỏ vào được hết nhé. Cái đế ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đó, rất tiện luôn. Mà có đó. Em này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đèn phễu này bao nhiêu? 90.000 trong con đèn phễu siêu sáng như này, có kèm cho các bác là một dây và một cáp sạc này. Cái này là cái dây đeo lên đầu này và một cái cáp sạc như này. Giá chỉ có 90k thôi, con này thì siêu sáng luôn các bác. Có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn, có báo pin các bác này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này, rất sáng luôn các bác. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đây, cái pha của nó mà ban ngày các bác còn xem cái điểm sáng nó như này là các bác biết rồi, rất là sáng luôn nhá. Đó, rất là sáng luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 90k thôi. Các bác dùng này mình đi săn bắt hái lượm này hoặc là soi dọi đấy, đề phòng mưa gió bão bùng rất là tiện luôn. Lên cho em là đèn phễu, giá sẽ là 90k nhé. Đấy, nó sẽ hình cái phễu như vậy. Lên cho em là đèn phễu này, đèn phễu giá của nó sẽ là 90k nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn. Con này thì bao nhiêu nhỉ? 80.000 trong con đèn tròn như này, bao gồm một đèn, một điều khiển, một cáp sạc đấy, một đèn điều khiển, một cáp sạc đây. À, mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ là pin của nó là dung lượng là 2500 mAh và có sạc năng lượng mặt trời nhé. Và ngoài ra thì con này nó sẽ có cho các bác là công suất của nó là 120W theo mặc định của nhà sản xuất này. Đấy, có các chế độ ở đây. Đấy, và các bác có thể dùng trực tiếp như này hoặc là dùng qua điều khiển cũng ok. Điều khiển thì về nhà các bác lắp pin vào cho em nhé. Đó, giá thì sẽ là 80k cho một con đèn như này, có năng lượng mặt trời luôn thì các bác dùng nó rất tiện. Đấy, có sẵn cả pin cho các bác luôn. Đấy, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn này. Đèn tròn, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con đèn tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy, lên theo là bộ nồi 5 món này. Đấy. Giá này sẽ là 140.000 cho 5 cái nồi như này. Hàng này thì nó sẽ là vừa phải thôi, không quá dày các bạn, không quá dày, vừa phải thôi. Và cái này của nó thì nó đều có bọc cái bóng chống xước hết này. Về nhà các bác bóc ra cho em. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là cái nồi này là to nhất sẽ là 24cm và cái nhỏ nhất là 16cm. Đấy, thì cứ nồi nào là vung đấy nhá, nồi nào vung đấy như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, về nhà các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Ưu điểm của nó là cái nắp vung này của nó bẹt thì các bác có thể để chồng với nhau được. Đây, mình cứ chồng với nhau như này. Đấy, còn không trồng nữa thì lúc mình bỏ gọn thì nó rất là gọn. Con to nhất là 24cm và con nhỏ nhất là 16cm. Đây. Đấy. 140.000 cho 5 chiếc nồi như này. 5 chiếc nồi như này, rất tiện ích luôn nhá. 1 2 3 4 5. 5 cái nồi như này dùng rất là tiện này. Đấy. Và không dùng nữa thì các bác lại trồng vào nhau cho em. Đấy. Cứ làm nồi nào vung đấy nhá. Đấy, nồi nào vung đấy. Từ to đến nhỏ. Đấy, nồi nào vung đấy. Đấy, trồng vào. Rất là gọn luôn. Đấy, thấy không? Đây. Đấy. Rất là xinh luôn nhá. Đấy, rất xinh luôn. Đấy. Combo cho các bác luôn. Mình không dùng nữa thì mình lại bỏ vào trong tủ và bỏ vào trong này, mình lại cất đi. Đó, rất là tiện ích nhá. Đấy, cứ nồi nào vung đấy này. Đó, rất tiện luôn. Đấy, các bác không dùng nữa thì các bác cất đi cũng rất là gọn. Còn dùng ví dụ như nhà có cỗ, có bàn, có công, có việc lấy ra. Đấy, lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 180k. 140.000 5 món này. Giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Con này thì nó sẽ là bằng silicone như này. Đấy, bằng silicone và thiết kế theo kiểu than tổ ong như này, rất là mềm luôn. Thì khi mà các bác đi lại thì mình sử dụng, mình ngồi thì nó sẽ là chống cho các bác là đau cột sống này, rồi các cái bệnh về trĩ là rất là ok luôn nhá. Đấy, nó có cái độ đàn hồi co giãn nhất định, rất là thích luôn. Và cái vải này của nó thì cái mặt dưới này là có lớp cao su non này, chống cho trượt này. Mặt trên thì nó sẽ là dệt 5D thoáng khí này. Đấy. Và giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế này. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một con đệm ghế như này, 80.000 cho một đệm này. Đấy. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 x 30cm một chút, chiều rộng thì vào khoảng là gần 30cm. Đấy, các bác ngồi là rất là vừa mông luôn, rất là ngon lành nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thảm 46 nhá. Đấy. Lô này về hoa văn màu sắc rất là đẹp và cái màu của nó là cái màu đất như này, rất là sạch này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Bác nào lấy nhiều màu thì là em sẽ chọn đủ màu. Đấy, đủ mẫu. Giá thì sẽ là một cái thảm như này, giá của nó sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? Thảm 46. 45.000 cho một con thảm 46 như này.
hàng cực kỳ là dày dẫn các bác nhá, dày dẫn. Chất liệu của nó thì bằng nỉ như này, bằng nỉ như này và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Bên dưới là cao su non, mặt bên trên thì bằng nỉ chống trơn trượt rất là tốt. Thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn nhá, rất là đa di năng luôn. Đó, chống trơn trượt, bên dưới cao su non chống trượt, bên trên thì nỉ thấm hút rất là tốt, siêu thấm hút luôn nhá. Đấy, siêu thấm hút luôn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Kích thước chiều dài của nó sẽ là một chiều 40 chiều 60. Lên cho em là thảm 46. Thảm 46 giá sẽ là 45k nhá. 45 đúng không? 45.000 cho một cái thảm 46 như này, một chiều 40 một chiều 60, rất là tiện sạch sẽ. Cái này các bác chỉ cần vỗ qua cái là sạch luôn. Đấy, vỗ qua cái sạch luôn nha các bác nhá. Rất là tiện luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về các bác, cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Con này giá thì chỉ có 95k thôi, hàng 3 chức năng. Đấy, hàng 3 chức năng, 4 chức năng cho các bác luôn. Đấy, rất nhiều chức năng cho các bác luôn nhá. Sản phẩm thì nó sẽ có cho các bác là một con tăng đơ như này. Đấy, đầu tiên sẽ có cho các bác là một cái con tăng đơ như này. Chức năng chính của nó sẽ là dùng để cạo râu này. Bộ sản phẩm bao gồm 3 lưỡi kép như này, cạo râu cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác thấy không? Lưỡi quay rất là tít luôn nhá. Đấy. Thì thứ nhất là dùng để cạo râu này các bác này. Đấy, các nghe tiếng râu em nó đứt chưa? Đấy. Hàng 3 lưỡi kép luôn nhá. Đây, đấy em vừa cạo một tí mà râu nó dính đầy này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Thứ nhất là chức năng là cạo râu này. Giặt ra thì các bác dùng cái chức năng cho em đó là tỉa lông mũi này. Cái này là tỉa lông mũi thì các bác lắp vào cho em là xong này. Đấy, tiếp theo là cái chức năng này là chức năng là massage này. Đấy, massage này. Đấy, và chức năng nữa là có cả tăng đơ để các bác chấn viêm luôn. Đây, cái này là tăng đơ chấn viêm này. Đấy. Đấy, tăng đơ chấn viêm luôn. Đấy, tức là nó sẽ có cho các bác là 4 tính năng liên tục để các bác sử dụng nhá. Đấy. Thứ nhất là cạo râu này. Đấy, thứ nhất là cạo râu này, thứ hai là thứ nhất là cạo râu này, thứ hai là các bác dùng để tăng đơ chấn viêm này, thứ ba là cắt tóc này, và thứ tư là có cái phần chổi này các bác dùng để massage mặt này. Đấy, 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho một cái con tăng đơ 9D như này. Và cái giá thì chỉ có 95.000 thôi, 95.000 các bác nhá, 95.000. Hàng xuất đi Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu, đầy đủ các nước cho các bác luôn. Đó, giá sẽ là 95k. Em nhớ cho em là tăng đơ 9D nhá. Đấy, tăng đơ này, tông đơ 9D nhá, 9D. Giá sẽ là 95k cho một cái bộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm pha trà nhé. Ấm pha trà. Đây, đây nó sẽ là một cái con ấm để các bác chuyên dùng để pha trà. À, ấm mặt trời. Đấy, lên trên là ấm mặt trời. Sẽ bao gồm cho bác một cái gắp này, một cái khay như này này. Tiếp theo là đến một cái khay này. Một khay này các bác này. Đấy, một khay này. Đấy, tiếp theo là đến một cái khăn lau. Và một cái bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một cái chuyên như này. Chuyên này thì trong lòng bàn tay thôi nhá, làm bằng đất nung của Nhật này. Một chuyên này. Đấy, sẽ có cho các bác là 6 chén nhá, 6 chén luôn. Đây. Đấy, một chuyên 6 chén luôn, tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Có khách có khứa uống trà thoải mái nhá, 6 chén luôn. Một chuyên 6 chén như này nhá. Đấy, đây các bác này. Một chuyên 6 chén như này. Kèm thêm cho các bác một cái hũ nữa. Một cái hũ đựng trà này các bác này. Đây. Một cái hũ đựng trà nữa. Đây. Các bác có thể đựng được 4 ấm trà, 4 đến 5 ấm trà thì các bác cho vào cái bình to các bác lại cho ra đây. Hoặc không dùng thì các bác có thể để trưng bày cũng được, rất đẹp luôn. Đó, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết như này. Khăn lau này, cái này để các bác gắp tráng trà này, rất là Nhật luôn nhá, rất Nhật luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi, 140k cho một cái bộ ấm mặt trời như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời. Ấm mặt trời này. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k nhá. 140.000 đây. Ở cái vỏ này nó sẽ có cái hình hoa văn mặt trời như này nên em gọi nó là ấm mặt trời 140.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Con này thì nó có cái độ tính từ và nó hút cái các cái vết bụi bẩn rất là tốt luôn. Thì các bác dùng để mình lau kính này. Đấy, một bịch này của nó sẽ bao gồm là 2 này, 4 6 8 10, 10 cái như này. Thì là nó là kích thước là 30 x 30 và nó là một cái dòng vải thô mịn dùng chuyên để lau kính nhá, lau kính ô tô này, lau kính của các cái bề mặt bàn này. Nói chung là chuyên để lau kính thì rất là tiện luôn và nó có cái tính từ nó hút bụi rất là tốt luôn. Đấy, có cái từ tính ấy. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Khăn lau kính giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái khăn lau kính như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột thông minh nhá. Đây, kẹo chuột thông minh này. Đấy, cái này thì một hộp này của nó sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy, nó sẽ là dạng viên màu hồng như này.
Cái dòng này thì nó thu hút chuột rất là tốt luôn. Chuột đến ăn rồi chết cả đàn luôn các bác nhá. Chết cả đàn luôn. Đó. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng ăn chết cả đàn luôn các bác nhá. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Thái Lan. Toàn bộ chữ Thái hết, Bangkok Thái Lan các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan này các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan nhá. Đó, giá thì nó bán thị phần số 1 luôn, 30k trong một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen quạt tăng áp này. Bộ sản phẩm thì rất đơn giản, bao gồm là một sen quạt và một bộ dây. Bộ dây này thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Đấy, có lô 1m2, có lô 1m5. Dây inox chống rối. Đấy, một sen một dây như này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này, có điều chỉnh tăng giảm này và có cánh quạt xoay này. Đấy, bộ sản phẩm như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 100.000. Rất tiện luôn, con này thì dùng rất là thích, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Nhà bác nào nước yếu thì dùng con này cho em, rất là ok. Sen quạt tăng áp. Giá của nó sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá, sen cao su. Đây. Đấy, thì cái sen này thì ở đầu vòi của nó sẽ có cao su. Đấy, đầu vòi của nó sẽ có cao su. Đầu vòi của nó sẽ có cao su như này. Đấy, và cũng một dây một vòi như này. Một dây một vòi này, cũng có đóng ngắt trên tay nhá. Có đóng ngắt trên tay và đầu vòi này sẽ có cao su, giúp cho các bác massage khi mình tắm thì mình kỳ cọ massage cũng rất là tốt luôn. Con này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều chỉnh nhá, có điều chỉnh như này. Đấy. Và điều chỉnh thì nó sẽ có 3 chế độ nước này, 3 chế độ nước như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình luôn. Thì dùng để mình tắm rất là thích luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Con sen cao su này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho cái sen cao su này thôi. Giá của nó sẽ là 90k. Đấy, con này thì cũng rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Sen cao su này, giá sẽ là 90k cho một cái bộ sen cao su như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc, hàng thuốc nội địa của Nhật nhá, hàng thuốc nội địa của Nhật. Thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhá. Đấy. Dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá ở đây, dầu xay xe. Giá sẽ là 40k cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy, các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy, lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy, đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây, công dụng như nào? Những người bị bạch tạng, bị biến. Kem bạch biến này, con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này, hoặc là bị dạng như là nó đây, đấy, cái những cái vết loang màu trắng này các bác này, vết loang, vết vẩy màu trắng như này, thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy, da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em, rất là tốt luôn. Thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này, hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn, nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này, thì các bác bôi cái này vào cho em, rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá. Giá sẽ là 60k cho một típ kem bạch biến như này, 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy, con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy, các bác lên cho em là nấm phụ khoa nam nữ. Nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa, dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ. Cái này thì giá của nó sẽ là 45.000. 45.000 cho một típ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy, hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé.
Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa đấy, rồi là bị mụn, các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này, hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một tiếp như này. Đây, hình trẻ em này các bác này, đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50.000. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó bị viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em. Dùng rất là tốt luôn. Đấy. Hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn. Đây các bác này. Một lọ là 20 gram nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá. Bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, ngứa cũng bôi được hết nhá. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy. Thuốc trị đau xương khớp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp như này. Đấy. Cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em, cái này em bán rất là nhiều rồi. Có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này rồi cóc này rồi rết này rồi thạch sùng này. Đó. Bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp em đó là xương khớp bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi đau mũi dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Viêm xoang mũi đau mũi dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây, cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn. Đấy, khỏi hẳn luôn, các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá. Vẩy nến á sừng. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em. Giá thì chỉ có 25.000 cho một típ như này thôi. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long ben vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá. Khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2 cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các bác nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy, thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co bối trĩ xa bối trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bối trĩ xa bối trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này, đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại, co bối trĩ xa bối trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30.000 cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100.000 cho một lọ nhá, 100.000 cho một lọ. Đây. 100.000 cho một hộp như này, một hộp như này. 100.000 cho một hộp nhá. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ, 1 2 3 4 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhá, 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác, thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhá, và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100.000. Đấy.
100k các bác nhá, 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 100k cho một 100k cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1 đến 2 viên và sau bữa ăn, uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gọi là thuốc nhỏ mắt hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt, rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, NA và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy, đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60k thôi. Các bác lên theo là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá, nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k cho một típ như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ chuông chuông cổng nhá các bác nhá. Đấy. Cái chuông này thì các bác để ngoài cổng để mình có khách khứa về thì mình sử dụng nó rất là tiện, có khách đến nhà thì các bác chỉ cần là có người ta bấm chuông là xong. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái miếng dán tích kê này các bác này, để các bác dán cái miếng dán này vào trên trên cổng nhà mình này. Đấy. Và một quả chuông như này. Một cái chuông như này thì nó dùng nó rất là đơn giản, nó không có gì là phức tạp cả nhá. Hướng dẫn sử dụng thì không có cái gì là phức tạp cả. Hàng thì bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Đơn giản, về nhà các bác chỉ cần cắm cái cục chuông này vào điện lưới cho em này, điện 220 này. Sau đó thì các bác gắn cái này ở ngoài cổng này. Đấy, là các bác có người đến nhà người ta chỉ cần bấm này. Đấy, rất tiện các bác nhá. Đây. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy. Thì sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần cắm cái con này vào trong nguồn điện 220V, cắm vào trong nhà nhà mình ấy, để mình nghe được tiếng chuông nhá. Còn lại là cái này thì các bác có cái miếng dán này rồi, các bác bóc ra, các bác dán vào cổng cho em, dán vào ngoài cổng, ngoài tường ấy. Đấy, là khi mà khách họ đến là họ sẽ bấm chuông là xong. Và lưu ý các bác là khi mà các bác sử dụng ấy thì dán cái này là dán vào cái chỗ mà không bị nước mưa các bác nhá, không bị nước mưa ấy thì nó sẽ bền chắc chắn hơn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là chuông cổng nhá. Đấy, chuông cổng này. Đấy. Chuông cổng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145k nhá, 145.000 cho một bộ chuông cổng như này nhá. Lên cho em chuông cổng 145.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng áp quy nhá, bóng áp quy. Thì con này nó cũng rất là tiện thôi. Thì ví dụ như là nhà các bác có gọi là áp quy đấy. Nhà các bác có áp quy thì các bác dùng cái này cho em. Đề phòng khi mất điện thì mình dùng cái bóng này mình kẹp vào cho em vào áp quy nhá. Đấy, thì bên đỏ này là dương này, bên đen này là âm này. Thì các bác chỉ cần kẹp vào cái áp quy, sau đó thì mình treo lên để mình lấy ánh sáng nhá. Bóng này nó chuyên dùng cho áp quy 12V. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một quả bóng áp quy như này. Lên cho em là bóng áp quy, giá sẽ là 40k nhá. Đấy, bóng này là chuyên dùng cho áp quy. Đấy, lên mã giúp cho em là bóng áp quy nhá. Bóng áp quy này. Đấy, bóng áp quy. Bóng áp quy, giá của nó sẽ là 40k trên 1.000 một quả nhá. 40.000 trên một quả bóng áp quy như này. Đó. Đây các bác này, đấy, đây là em đang kẹp. Đây là em đang kẹp vào cái em đang kẹp vào cái quả đây. Đấy, em đang kẹp vào cái cục của cái này là con sạc bình 12V nhá. Đấy, sạc bình 12V này. Đấy, bóng rất là sáng luôn các bác thấy chưa? Đó, bóng rất sáng luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác có cái áp quy 12V thì các bác sạc vào cho em. Dùng cho em. Đây em đang kẹp vào cái bình áp quy 12V đây. Đấy, cái bình áp quy 12V này. Đấy. Và em đang cắm dạng như là cắm sạc đấy. Đấy, đang kẹp vào như này là xong. Đó. Rất là tiện luôn nhá. Đấy, và rất là sáng luôn. Bóng thì rất sáng vào đây. Đấy, bóng rất là sáng luôn. Các bác thấy chưa? Đó, bóng rất sáng luôn nhá. Đấy. Con này thì về nhà các bác dùng cho áp quy thì rất là tiện. Nhà bác nào có áp quy thì mình dùng cho em. Đó. Và tiện đây em giới thiệu luôn cái con sạc bình áp quy 12V nhá.
Con này thì dùng để sạc bình ắp quy này, công suất của nó là 5A nhé, 5A. Đây, đấy 12V 4A này, đấy, 100A. Đấy, và con này thì sạc ô tô, sạc xe máy đều ok hết nhá. Con này thì nó vừa là các bác vừa là sạc ắp quy này, vừa khử xun phát này, rồi nói chung là đa chức năng luôn, chống đảo chiều, khử xun phát. Các kể bà các kể cả các bác có đấu vào mà bị đảo chiều cũng ok luôn, không có vấn đề gì nhá. Hàng này của nó thì nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Anh, Pháp, Mỹ, Ý rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nói chung là rất xuất đi khá là nhiều nước luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 190.000 cho một cái con sạc bình ắp quy 12V này thôi. Đấy. Các bác lên cho em là sạc 12 nhá, sạc 12 này, đó. Sạc 12 giá sẽ là 190k. Đấy, sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời các bác. Đây, đây nó sẽ là một con đèn năng lượng mặt trời như này. Đầy đủ các cái phụ kiện cho các bác luôn. Đó, đầy đủ phụ kiện như này các bác này. Đấy. Đây một con đèn như này nhá. Đó. Rất sáng luôn các bác. Có phụ kiện đi kèm đây. Có ốc kia cái thứ có vít để các bác bắt vào trong trên cái cột thép nhà mình nhá. Đó. Và con này rất là sáng luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn năng lượng kèm pin, kèm sẵn tấm pin như này nhá. Kèm sẵn tấm pin này cho các bác luôn. Đó. Thì về nhà các bác chỉ cần là bắt cái đai này vào thôi. Bắt cái đai này lên cột này vào cái vị trí có đủ ánh sáng cho em là xong. Con này thì chiều dài của nó là vào khoảng là 50 và chiều rộng thì vào khoảng là 25. Đấy, chiều dài thì nguyên cái phần thân đèn này vào khoảng là 60 đi, 60 này. Đấy. Và con này thì đây. Đấy. Ban buổi tối thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đấy, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn. Cảm biến nhá, cảm biến các bác nhá. Đó, nó sẽ là dòng cảm biến. Con này thì tiêu chuẩn IP nhá, tiêu chuẩn IP kháng nước cho các bác luôn, tiêu chuẩn IP kháng nước, rất sáng luôn các bạn, rất sáng luôn. Đây em sẽ tắt điện đi để em test cho các bác xem. Tắt điện đi em test cho bác xem luôn. Tiêu chuẩn IP kháng nước cho bác luôn. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Đây em sẽ test cho các bác xem này. Đó. Đây các bác này, đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Nó rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy có mỗi một quả bóng này thôi này. Đấy. Mỗi quả bóng này thôi. Đấy, rất sáng luôn nhá. Đây em bật cho bác xem. Đấy các bác thấy chưa? Đó, đây. Cả kho nhà em này, sáng trưng luôn các bác này. Đấy. Con này các bác dùng thì thích lắm. Công suất của nó thì khá là lớn luôn. Công suất của nó khá lớn luôn, để em xem cái con này thì công suất của nó sẽ là bao nhiêu watt nhá. Đấy. Rất sáng luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, em dọi ra hàng này. Rất sáng luôn các bác thấy chưa? Đó, rất sáng nhá. Dùng con này thì chấm hết luôn các bác thấy chưa? Đó. Sáng cả một khoảng sân luôn, các bác có thể dùng để khoảng sân mình trời tối thì rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất là hợp lý, chỉ có 590.000 thôi. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đấy, đèn cột. Đèn cột năng lượng, đèn cột năng lượng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 590k nhá. 590k cho một con đèn cột năng lượng như này. Và bên shop bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, 590k nhá. 590.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế. Giá thì chỉ có 80k trong con đồng hồ nhiệt kế như này thôi. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em này. Cái này bên em bán thì nó sẽ không có kèm pin đâu nhá. Bán thì không kèm pin. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy, đúng 12 giờ trưa thì đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy. Cứ đúng 12 giờ trưa thì các bác đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp pin vào cho em. Cái này bên em bán thì không kèm pin, đây là quả pin mẫu em lắp vào cho các bác xem thôi. Đây. Đấy, đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là nó sẽ cập nhật cho các bác thứ nhất là nhiệt độ này, độ ẩm và giờ sẽ là 12 giờ. Đấy, đây nó sẽ có một cái lẫy như này. Đấy, các bác có thể để rất là tiện này, số điện tử đẹp rõ ràng này. Nhiệt độ hôm nay đang là 25,7 độ C này. Độ ẩm là 99%, miền Bắc đang nồm rất là mạnh luôn. Đấy, 12 giờ nha, các bác cứ đúng 12 giờ trưa lắp vào cho em. Đó. Lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, đồng hồ nhiệt kế này. Đồng hồ nhiệt kế giá sẽ là 80k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem điện tử nhá. Con này thì được làm từ sợi carbon các bạn, được làm từ sợi carbon. Con này thì các bác dùng là nó sẽ là số điện tử thì dùng nó cũng rất là tiện các bác này. Đấy. Dòng này nó sẽ là dòng số điện tử các bác nhá, số điện tử đây các bác này. Đấy. Bấm này là số nó sẽ lên đây, nó có lẫy cản pin thì các bác rút ra cho em này. Đấy, và dòng này nó sẽ là dòng số điện tử các bác nhá. Số điện tử đây. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là ba cách đo, là đo đường kính bên trong này. Đấy, đo đường kính bên ngoài này. Đấy, và bên ngoài bên trong, và đo chiều sâu nhá, chiều sâu 15 cm. Đấy, và con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy. Thước thì được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, chứ là sợi carbon. Đấy, nôm na nó là như vậy. Và giá thì sẽ là 100k nhá.
đấy, 100k. Nên em là kẹp rem điện tử nhá, kẹp rem điện tử giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng thước kẹp rem bằng cơ nhá. Đây, con kẹp rem bằng cơ này thì giá của nó sẽ là 150.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật và được làm từ thép các bác nhá. Đấy, được làm từ thép. Con này thì làm từ thép thì con này dùng bền đẹp chắc chắn và số của nó thì siêu chuẩn luôn, số nó siêu chuẩn luôn các bác này. Đấy. Đây. Đây đây để các bác đo rem bao nhiêu rem là đo đây, các bác cứ kẹp ở đây là chính xác luôn nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là bên trong bên ngoài và chiều sâu, được làm từ thép nhá, được làm từ thép. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng hàng bãi của Nhật nhá. Đây. Unica Japan này. Đấy, hàng bãi nội địa Nhật nhá. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 150.000 thôi. 150k cho một con thước kẹp rem như này. Đấy, lên cho em là thước kẹp rem cơ nhá, thước kẹp rem cơ. Giá sẽ là 150k. 150k cho em thước kẹp rem cơ như này nhá, 150.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái dầu gió của Mỹ nhá. Đấy, dầu gió của Mỹ. Đây. Đấy. Thì đây là cái dầu gió của Mỹ các bác này, dầu gió của Mỹ đây. Đấy. Một hộp một lọ này thì sẽ là 40.000. Một lọ này sẽ là 40.000 các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k, hàng nguyên đai nguyên tem nguyên kiện như này. Còn các bác lấy cả dây này thì giá của nó sẽ là 450.000 cho một dây này 12 lọ này. Một dây này sẽ là 12 lọ hàng dầu gió của Mỹ. Đây, các bác này, đó. Hàng thì sản xuất tại Singapore và xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đấy, nguyên tem nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng sản xuất ở Singapore và xuất cho thị trường Mỹ. Đấy. Đây. Đấy, đây cái hộp này em bóc rồi đây các bác này. Đây. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy. Đây. Đây các bác này, đấy, xuất cho thị trường Mỹ này. Đây, USA các bác này. Đó, đây, USA nhá. Hàng xịn 100% luôn, xuất cho thị trường Mỹ luôn các bác nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Nắp là nắp xoáy 2 lớp nhá. Nắp xoáy chống tràn 2 lớp, cực kỳ an toàn luôn. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Các bác bị đau bụng này, rồi cảm nóng, cảm lạnh rồi ok, dùng được hết nhá. Hàng xuất cho thị trường Mỹ, dầu gió xanh nhá, 40.000 một lọ nhá. Lên mã giúp cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Và các bác mua cả dây này nhá. Nếu các bác mua cả dây này là 12 lọ thì giá sẽ là 450.000 này, 450.000. Còn mua một lọ này thì sẽ là 40.000 cho một lọ dầu gió xanh như này. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 SIM nhá, điện thoại 4 SIM. Đấy thì lưu ý các bác là lắp SIM vào phải khởi động lại máy, tắt nguồn, bật lại máy mới nhận SIM nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại như này, rất chất lượng cho các bác luôn, sáng bóng đẹp này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn LED như này, là các bác bật lên là nó sẽ lên này. Đấy, còn về nhà thì các bác lắp SIM vào cho em. Đây, đấy, 4 khay SIM luôn, lắp SIM vào nhá, tắt nguồn đi, bật lên này, bật nguồn tắt lên này. Đấy, các bác tắt đi bật lên cho em 2 lần để cho nó nhận SIM là ok. Đó. Con này có một con đèn pin rất là sáng luôn và các bác bật nguồn lên cho em này. Đó. Ở đằng dưới này thì các bác sẽ có kèm cho em là một cái hệ thống đó là đây, sẽ có cho bác là một cái hệ thống sạc như này, một cái sạc này, một cái ốp này. Đấy. Và lô này thì có tặng kèm cho các bác là một cái vòng như này nhá. Cái tặng kèm này thì em để sẵn trong này rồi thì nó hàng về theo lô, có lô thì có lô thì không đúng nhá. Đấy. Và giá thì sẽ là 450.000 cho một con điện thoại 4 SIM như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM. Giá sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Đây, về nhà các bác lắp SIM vào cho em là ok thôi, là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn, cho một con điện thoại 4 SIM như này. Hàng thì cực kỳ là chất lượng. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn và giá rất hợp lý. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM. Giá sẽ là 450.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày, các bác cứ yên tâm sử dụng nhá. Đấy, bên em sẽ đổi mới cho bác trong vòng 10 ngày. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM này, điện thoại 4 SIM luôn. Giá sẽ là 450k một con, 450.000 các bác nhá. Đấy, rất ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái này gọi là cái gì nhỉ? Nè, cái này gọi là cái gì đấy? Cốc giữ nhiệt à? Các bác lên cho em là ly giữ nhiệt nhá. Con này thì nó có cả nắp này, cả nắp và cả ống hút luôn các bác này. Ống hút bằng inox thì sạch sẽ.
các bác dùng không phải lo ống nhựa rồi mất vệ sinh nhá. Đấy, nó sẽ là một con ly như này, hàng bằng inox 304. Hàng này của nó thì hàng xuất sang Mỹ các bác này. Đấy, American các bác này, American. Hàng xuất sang Mỹ. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để uống trực tiếp này, uống trực tiếp hoặc là lắp ống hút này, hoặc các bác có thể dùng để đậy cái nắp ống hút này lại này. Đấy. Rất là tiện ích luôn. Thì mình có thể dùng con này, các bác dùng bỏ cái nắp này ra nhá. Đấy. Về nhà các bác bỏ cái nắp này ra cho em này, thì mình dùng làm cốc uống bia này, cốc uống bia hoặc là uống nước lọc hoặc là uống các loại nước đều rất là thích. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 thôi, 70.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt giá sẽ là 70k. Đó. Ly giữ nhiệt này. Dung tích của nó là 600ml nhá, ly giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho cái ly giữ nhiệt thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi bạc các bác nhá. Đấy, vòi bạc các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp cái này vào các cái đầu chậu rửa mặt, chậu rửa bát hoặc là các cái đầu nguồn nước để các bác có thể điều chỉnh này, đảo hướng xoay 360 độ lắc léo cho em nhá, rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá, vòi bạc giá sẽ là 80k cho một cái vòi bạc như này. Con này thì rất là tiện, các bác về các bác lắp vào cái nguồn nước cho em rất là tiện luôn. Vòi bạc này. Đấy, giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác nha, con này lắp đặt rất là dễ dàng luôn. Các bác xoáy cho em cái đầu vòi này ra này. Đấy. Sau đó thì mình lắp cái vòi này vào thôi. Đấy các bác thấy không? Cực kỳ đơn giản luôn. Xoay 360 độ đảo hướng này. Các bác có thể dùng đánh răng, rửa mặt, gội đầu này, có thể điều chỉnh ra hai đường nước nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái vòi bạc như này. Lên cho em là vòi bạc, giá sẽ là 80.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu Thunder A1 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là Thunder A1 này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 cho cái bộ Thunder A1 như này. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ cữ như này nhá, một bộ cữ như này các bác này. Đấy, rồi có cả dầu này, rồi chổi vệ sinh này. Đầu có cho các bác là có đầu có cái đầu này để các bác lắp vào trong lắp vào đây để mình cái này nó bị rơi ra đấy, các bác lắp vào đây để mình tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi. Rồi tăng đơ đầy đủ cho các bác luôn. Đây, tăng đơ bật lên nhá. Đó, tăng đơ. Đây các bác này. Đấy, đây là tăng đơ nhá. Tăng đơ này thì hàng chống ăn da cho nên các bác dùng thoải mái luôn, không sợ bị ăn da nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một đầu cạo râu. Đây là cái đầu cạo râu này. Đấy, đầu cạo râu nhá. Đấy, đầu cạo râu thì các bác đưa vào mình cạo râu này. Sau đó mình không cạo râu nữa thì mình lại xoáy ra. Xoáy ra, bỏ cái đầu cạo râu này ra cho em. Đấy, và lắp cho em cái đầu tỉa lông mũi này vào này. Đấy, lắp cái đầu tỉa lông mũi này vào thì mình lại dùng mình tỉa lông mũi. Đó, tỉa lông mũi này. Đó, rất là ok luôn. Thì chọn bộ như này giá sẽ là 160.000, hàng 3 chức năng. Đấy, cạo râu, cắt tóc và tỉa lông mũi luôn các bác nhá. Các bác lên cho em là Thunder A1 nhá. Đó, Thunder A1 giá sẽ là 160k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái Thunder 9D. Thunder 9D. Đấy, con này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện. Đây. Đấy. Con này thì hàng 4 chức năng. Đây là cái đầu để các bác dùng massage này. Tiếp theo nó cũng có cho các bác là đầu cạo râu này. Cạo râu thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba ấy như này. Đấy. Đầu cạo râu là ba bộ lưỡi, ba hệ lưỡi kép như này các bác này. Đấy. Rất sắc bén luôn đây. Ba lưỡi kép như này các bác này. Đấy, đầu cạo râu ba lưỡi kép này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác massage này. Rồi tăng đơ này, rồi tỉa lông mũi nhá, đầy đủ cho các bác luôn. Đây, đấy. Các bác cứ lắp đầu nào vào thì mình sử dụng đầu đấy nhá, lắp đầu nào sử dụng đầu đấy. Tăng đơ thì các bác lắp tăng đơ mà tỉa lông mũi thì các bác lắp tỉa lông mũi. Rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần giật ra này là nó sẽ ra này. Sau đó thì mình lại lắp vào này cho em này. Đấy, lắp vào này cho em. Đấy, lắp vào như này nhá. Đây, tăng đơ này. Các bác có thể dùng để cắt tóc cho trẻ em này. Đấy, cạo lông tay lông chân này, chấn viêm này, rất là ok luôn các bác theo. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Một cái bộ máy tăng đơ cắt tóc cạo râu 9D như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 95k thôi nhá. 95.000. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Giá sẽ là 95k cho một cái bộ tăng đơ 9D như này nhá. Tăng đơ này. Đấy, lên cho em là Thunder 9D nhá. Đấy. Thunder
9D giá sẽ là 95k. Ném cho anh cái cọ vịt 95.000 các bác nhá. Đó. Cái cọ vịt này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đầu chuyển cưa như này. Đấy, đầu chuyển cưa như này. Đấy, khi các bác lắp đặt vào thì nó rất là dễ dàng thôi. Đây, đấy, đây. Về nhà các bác lắp vào cái con máy khoan mini, máy cắt máy mài này. Đấy, lắp vào đây cho em này. Sau đó thì mình bật máy khoan máy cắt lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đấy, con này của em thì nó đang hết pin rồi. Và các bác lắp cái đầu mũi cưa vào đây cho em. Lắp cái đầu mũi cưa vào đây là mình dùng thôi. Đấy, rất là tiện. Khi các bác nhận hàng thì bộ này chỉ có 80.000 thôi, sẽ bao gồm cho các bác là ba cái lưỡi cưa như này, một cái đầu này và một cái tay công như này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để cưa sắt hoặc là cưa gỗ hoặc là cưa ống nước. Đấy, cưa gỗ cưa ống nước là rất là ngon luôn. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt cho công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đầu chuyển đổi máy khoan thành máy cưa lọc là một giải pháp sáng tạo. Đầu chuyển đổi này cho phép bạn biến máy khoan thông thường thành một máy cưa đa năng. Việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đấy, tháo lắp thì rất dễ dàng các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn con này thì là 140.000. Đấy, lắp đặt thì đúng như trên hình như này các bác này. Các bác chỉ cần lắp vào như này cho em là xong. Sau đó thì các bác dùng để mình cắt tôn miếng, tôn phẳng rồi tôn múi đều ok hết. Ở đây cái hệ thống bánh răng cắt của nó đây. Đấy, cái bộ phụ kiện để lắp đặt này. Đây và cái hình hướng dẫn này các bác này. Hình hướng dẫn đây. Đấy, các bác lắp đặt thì cực kỳ là dễ dàng luôn nhá. Cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy, ai cũng lắp đặt sử dụng được. Giá thì chỉ có 140k thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đầu cắt tôn này các bác nhá. Đấy, các bác lắp vào cho em một cắt này. Rất ngon luôn các bác nhá. Đó, qua theo. Đây. Tôn phẳng này. Đó, qua theo, tiện chưa? Đó. Đấy, cắt rất là ngon. Đó, giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lên xem là đầu cắt tôn này, đầu cắt tôn. Còn kia là đầu chuyển cưa, cái này là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn 140k một đầu nhá. 140.000 cho một cái bộ đầu cắt tôn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi tưới cây bằng đồng tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ bao gồm cho bác là ba cái cút nối luôn và một cái đầu vòi bằng đồng như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây, về nhà các bác kết nối cho đúng như hướng dẫn cho em và nó sẽ ra chia ra làm ba đường nước như này nhá. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh xoáy cái đầu để mình tùy chỉnh các cái hệ tia nước cho em. Các bác có thể dùng để xịt rửa xe, tưới cây và giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi đồng tăng áp như này, 50.000. Sẽ bao gồm cho các bác là ba cút nối và một đầu vòi như này các bác nhá. Ba cút nối một đầu vòi như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời nhá, đèn năng lượng mặt trời. Đó, thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng ba cánh nhá. Có ốc arc này điều khiển đầy đủ cho bác luôn và có một cái hệ pin như này, hệ pin năng lượng như này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ là không lên nhá, ban đêm nó phải lên nếu các bác cắm pin nhá. Đó. Và rất là sáng luôn. Đây. Đấy, rất sáng các bác này. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Đó, và có cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người đi thì nó sẽ tắt. Đó. Thì nó sử dụng pin năng lượng mặt trời, các bác dùng không hề tốn một đồng tiền điện nào. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng ba cánh. Giá thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. Đấy. Đèn năng lượng ba cánh này, đó. Đèn năng lượng này. Năng lượng ba cánh, giá sẽ là 180k cho con đèn năng lượng ba cánh như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Con này thì các bác dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh toilet, đặc biệt là cọ bệt nhà vệ sinh, nhà tắm rất là ok. Đấy. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán luôn, về nhà các bác chỉ cần dán lên tường cho em là xong. Đây. Các bác lắp cái chân này vào cho em này. Đấy. Là đầu mình là dùng cái đầu cọ này. Đấy, cho silicone và cho nước rửa bát vào đây. Đấy, đầu của nó là đầu cọ silicone mềm. Đấy, cho nước rửa toilet vào đây, mình kỳ cọ đánh này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tiện luôn. Đấy, về nhà các bác lắp cái này vào cho em. Đó. Và mình dùng thì mình dán nó lên tường, sau đó thì mình để sập vào này là xong.
Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi, 55k cho một cái bộ chổi cọ vịt thế này nhá. Đấy, lên xem là cọ vịt giá sẽ là 55.000. 55.000 cho một cái bộ cọ vịt thế này. Con này thì dùng rất là tiện các bác, để trong nhà tắm, nhà vệ sinh mình dùng thì không phải khoan đục gì, và nó để trên tường thì nó rất là sạch các bác, không cần phải dùng xuống dưới nữa. Đấy, các bác cho silicone, cho nước rửa vào cho em này, đánh kỳ cọ này, rất là tiện luôn nhá, khe kẽ này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy các bác theo. Đó. Không dùng nữa thì mình lại để lên, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái khay úp cốc nhá. Đây, một cái bộ khay úp cốc như này. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 6 cái chân này để các bác úp được 6 cái cốc. Và bên dưới này có một cái đĩa luôn để các bác hứng nước. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 cho cái bộ khay úp cốc như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 6 cái úp. Và hàng thì nó sẽ là hàng mạ vàng nhá. Mạ vàng 18 carat, cực kỳ bền đẹp, sáng bóng, giữ màu cho các bác luôn, không bị gì xét. Giá thì chỉ có 60.000 cho một cái bộ khay úp cốc như này thôi. Con này rất là tiện này. Đấy, dùng nó rất là sướng, sạch sẽ. Bên dưới này có kèm cho các bác một cái đĩa nữa, một cái đĩa bằng nhựa. Các bác lắp vào cái đít này cho em. Khi nào các bác dùng thì mình lại tháo ra đổ nước hoặc mình rửa đi. Đó, hoặc là mình bỏ cốc ra là mình đổ trực tiếp luôn được, rất là tiện. Lên cho em là khay úp cốc, giá sẽ là 70.000 các bác nhá. 70.000 cho cái khay úp cốc này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái võng xếp nhá. Võng xếp này. Đấy, con này thì không ra hỏi giá cái này cho luôn. Con này thì bên shop về lâu lắm mới lại có hàng về cho các bác, giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đây. Một cái dòng võng xếp như này, võng xếp cao cấp Sài Gòn nhá. Đó, đây. Thì đây nó sẽ là một cái dòng võng rất là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái võng như này. Nguyên cái chiều rộng của cái be này vào khoảng là gần 60 nhá, gần 60. Và chiều dài này. Chiều dài của võng thì ra ngay cho anh tí nào. Chiều dài của võng thì khá là dài và rộng luôn nhá. Đấy, khi mà nó banh hết ra thì nó rất là rộng các bác này. Đấy, đây. Các bác thấy không? Đây. Cái võng này thì nó luôn luôn ở cái chế độ banh như này thì các bác nằm không sợ bị lật này, và rất là tiện, mình chỉ cần ngả lưng xuống là nằm được luôn, không cần phải dùng tay để mở võng nhá. Đây, nó có phần đai như này. Tổng chiều dài thì từ đầu nọ đến đầu kia tính từ cái phần mỏ quặng này thì nó vào khoảng là trên 2 mét nhá, tầm 2 mét rưỡi. Nguyên thân võng này thì nó cũng đã vào tầm là khoảng là 2 mét rồi. Đấy. Nguyên thân võng này thì nó vào tầm khoảng 2 mét rồi, đây các bác này. Đấy, nguyên thân võng nó khoảng 2 mét nhá. Và cái lưới này của nó là lưới dù quân đội nhá, lưới dù quân đội, và nó sẽ là dòng 2 lớp. Cho nên các bác dùng thì cực kỳ chắc chắn và bền bỉ luôn. Đấy, các cái phần đai quặc như này thì nó bằng thép hết nhá, bằng thép đúc liền hết này. Và riêng cái phần này thì nó là một cái thanh thép lớn. Đấy, một thanh thép lớn để nó giữ cho cái võng nó luôn được banh ra. Đó. Nếu như các bác mà mua ở cái những cái người mà người ta bán rong ở dọc đường ấy, họ sẽ bán cho cái võng này các bác tầm khoảng 200 đến 250 nhá. 200 đến 250. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop bán cho các bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác lên cho em là võng xếp nhá. Đấy. Võng xếp, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái võng xếp như này. Cầm anh cái võng dù luôn. Đấy, các bác lên cho em là võng xếp nhá. Giá sẽ là 120.000 một chiếc thôi. Đó, 120.000 cho cái võng xếp như này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã võng để các bác mang đi đi du lịch này. Đấy, đi du lịch, đi phượt. Hoặc là các bác dùng để mình ngả lưng buổi trưa ở dọc đường. Các bác có thể bỏ vào cốp xe máy, xe ô tô. Hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng được. Nó rất là tiện. Mang ra ngoài vườn mình trăng lên cây. Đấy, trăng lên cây mình nằm. Thì con này nó rất là tiện. Sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này. Đấy, và một con võng như này các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là quai, có sẵn dây đeo như này luôn, có sẵn dây đeo luôn. Chiều rộng của võng thì nó cũng vào khoảng là 80, và chiều dài thì khoảng trên 2 mét, và có dây dù sẵn như này, có dây dù sẵn như này, và các bác có thể gấp gọn được. Đấy. Dặn võng này thì các bác lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, cái dàn hàng này thì hàng của Nhật, nó sản xuất cho chuyên cho quân đội. Đấy, sản xuất chuyên cho quân đội nhá. Thì con này nó rất là tiện ích. Vải của nó là vải dù dệt vải dù, và nó là dệt 5D thoáng khí nhá. Đấy, vải dù dệt 5D thoáng khí như này. Thì một con võng dù như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 90.000 nhá. Các bác lên cho em là võng dù này. Đấy. Lên mã giúp cho em là võng dù nhá. Đó. Võng dù, giá của nó sẽ là 90k cho một cái võng dù này thôi. Giá chỉ có 90.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mũ chống nắng nhá. Mũ chống nắng thì đây. À, em về nó sẽ có cho các bác là 4 màu này, màu đen này, màu xanh quân đội này,
màu be này và màu màu này là màu gì? Màu xám. Màu xám nhá. Đấy, sẽ có cho bác là màu đen, màu xanh quân đội, màu be và màu xám nhá. Đấy, có 4 màu cho bác luôn. Màu này sẽ là màu xám này. Đấy, tiếp theo là màu be này, màu be hay còn gọi là màu trắng cũng được nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một màu đen và một màu xanh quân đội đây. Em sẽ độ thử cho các bác xem. Đó, đây em sẽ độ thử cho các bác xem luôn. Dòng này thì chuyên để chống nắng và đó. Đây. Thì các bác chỉ cần là độ vào cho em như này. Đấy, độ vào cho em như này. Đó. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái phần là cái phần che ở đằng trước đây. Che đằng trước thì các bác chỉ cần là bấm cái cúc này vào cho em này, bấm cái cúc này vào. Đó, bấm cúc này vào. Sau đó thì mình đội lên như này cho em này. Đó. Đây. Đấy, các bác chỉ cần bấm cái cúc này vào này. Đấy, sau đó mình đội lên thì đây nó sẽ có cái phần nó sẽ che cho các bác này. Đấy, che cho các bác như này, vừa là kín mặt vừa là kín cổ này. Và đằng sau này nó sẽ chùm hết kín như này luôn. Đó. Thì khi các bác đội như này là cực kỳ là ngon luôn đấy các bác này. Đấy. Che kín như này thì vừa là chống nắng này, nắng nóng rồi mưa rồi bụi bẩn là che được hết, chỉ lộ mặt ra như này thôi, lộ mắt ra như này thôi. Đó, thì một con mũ như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Các bác lên cho em là mũ chống nắng nhá. Mũ chống nắng này, đấy. Các bác lên cho em là mũ chống nắng nhá, giá của nó sẽ là 70k. Đó, 70.000 cho một con mũ chống nắng như này. Đây. Thì đây nó sẽ có cho các bác là màu xanh này, màu xanh quân đội này, màu màu xanh quân đội này, màu xanh than này, màu đen và màu màu be, đấy, màu xám, rồi lắm màu thế mà. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Còn bác nào mà chọn màu thì nhớ nhắc, còn bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác, tại vì nó quá nhiều màu này, 1 2 3 4 5, nó có 5 màu, màu xanh than này, màu xám này, màu đen này, màu xanh quân đội và màu be. Đấy, nó có 4 5 màu tất cả các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ thuốc trị long biên hắc lào nhá, long biên hắc lào. Giá thì sẽ là 25.000 cho một lọ long biên hắc lào như này. Đấy. Cái này thì bôi vào rất là dễ chịu luôn. Bác nào chuyên bị long biên hắc lào rồi các cái bệnh nấm ngứa tay chân thì bôi cái này cho em. Đó, đặc biệt là long biên hắc lào, bôi thì rất là tốt luôn. 25.000 cho một típ như này các bác này, 25.000 cho một típ long biên hắc lào như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ống hút hút dung dịch nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một cái bộ hút dung dịch như này. 30.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một dây dài khoảng 80 cm, một cái đai như này và một cái đầu ống hút như này nhá. Đấy, thì các bác cứ cho vào là mình bóp là hút thôi, rất là tiện. Hút rượu, bia rồi nước ngọt rồi nói chung là đa di năng các loại đều hút được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một cái hút dung dịch như này các bác nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp mà miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu. Thì con này chuyên dùng để các bác dán vào các cái phần như là cổ này, vai gáy này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, đặc biệt là dán vào cổ thì rất là tốt luôn. Bác nào hay bị đau lưng, mỏi gối, mỏi cổ thì dùng cái này cho em. Một hộp này của nó là 12 miếng nhá, 12 miếng. Giá thì sẽ là 25k nhá, 25k cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một hộp miếng dán ngải cứu như này, rất tiện ích cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái giấy ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, giấy ướt lau dầu mỡ này. Đấy, nó sẽ là một cái bịch giấy ướt như này. Thì dùng nó rất là tiện, ở đây nó sẽ có sẵn xà bông cho bác luôn. Đấy, sẵn xà bông như này rồi. Sẵn xà bông và các chất tẩy rửa các bác chỉ cần đưa ra, mình tẩy rửa lau chùi đi cho em là xong. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là cái giấy ướt lau bếp này bao nhiêu đấy? Qua lên cho em là giấy ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, giấy ướt này. Giấy ướt này. Lau dầu mỡ nhá. Lau dầu mỡ. Lau dầu mỡ, giá của nó sẽ là 25k trên một bịch như này nhá. 25.000 trên bịch như này. Một bịch này của nó sẽ là 80 chiếc này. Đây, 80 cái này thì rất là nhiều để cho các bác sử dụng dần luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là lót giày quế nhá. Các bác lên cho em là lót giày quế này. Đấy. Cái này thì bên shop bán cho các bác giá cực tốt luôn, chỉ có 10k cho một cái lót giày quế như này thôi. Bác nào chuyên bị hôi chân này, đấy, hôi chân rồi chân bị dạng như là bị hôi kinh niên này, hoặc là các cái hiện tượng như là da mồ hôi chân này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là chống hôi chân, chống bị vi khuẩn xâm nhập rồi rất là tốt luôn. Nó có sẵn các cái phần quế ở đây nhá, sẵn các cái phần quế họ trần
và họ tẩm sẵn vào đây rồi. Đấy. Mùi thì rất là thơm, mùi thơm mùi quế dễ chịu. Và giá sẽ là 10k nhá. Lên mã giúp cho em đó là lót giày nhá, lót giày này. Đấy, lót giày. Giá sẽ là 10k cho một cái lót giày như này, 10.000 trong cái lót giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con tô vít bao gồm cho các bác là 8 đầu như này. Đấy, 8 đầu nhá. Có cho các bác là đầu 4 đầu múi, 4 đầu múi như này và 4 đầu dẹt luôn, 4 đầu múi, 4 đầu dẹt. Tha hồ thoải mái cho các bác lựa chọn. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80.000 cho một con tô vít như này. Dùng nó rất là tiện, các bác không cần phải lấy nhiều ra nữa. Đấy, có cả con to, có cả con nhỏ nhá. Đây. Đấy, đầu to, đầu nhỏ có cả cho bác luôn. Cứ thế là dùng thôi, rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em là tô vít vạn năng. Giá thì sẽ là 80k cho một em tô vít vạn năng như này nhá. 80k. Đó, 80k cho em tô vít vạn năng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ đây. Đấy. Một cái lư. Một cái lư bằng đồng như này các bác này, một lư bằng đồng như này các bác này. Đấy, đây, đây nó sẽ là một cái lư bằng đồng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Một cái lư đồng như này. Con này thì chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là đây. Đấy, một cái lư bằng đồng như này về để các bác sông hương này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Nắp của nó đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái tấm lót như này. Đấy, các bác lót vào đây cho em này. Đấy, lót vào đây. Đặt nhang vào đây mình xông này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Chất liệu của nó thì bằng đồng nhá. Đấy, các bác về các bác cho nhang trầm này rồi cho các cái loại nhang của mình vào đây. Đấy, để mình đốt thì nó rất là tiện và mình xông hương rất là thơm luôn. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 7-8 cm và chiều cao thì vào khoảng là 5 cm nhá. Đấy, chất liệu bằng đồng tự nhiên. Và nó có kèm cho các bác một cái đầu hình như một cái đầu nắp như này các bác này. Đấy. Đây cái này thì em không biết để làm gì nhưng mà nó có tặng kèm một cái này. Tặng kèm một cái này. Đấy. Thì cái này thì chắc là cái này để các bác để cái nhang vào đây. Đây để vào trong này sau đó các bác để cái nhang vào đây. Đấy, nó rất là tiện nhá. Lên mã giúp chị thì bên shop về cho các bác cái móc gỗ treo quần áo nhá. Đấy, móc gỗ treo quần áo như này. Có lên cho em là móc gỗ nhá. Giá sẽ là 40k. Thì đây nó sẽ là một con móc và nó có cho các bác là 8 cái đầu như này, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái đầu như này và các bác có kèm một cái quai như này, các bác xoáy vào đây cho em, xoáy vào cái này cho em. Sau đó thì mình treo lên tường này hoặc treo vào tủ quần áo này, mình để mình treo ví dụ như là các cái quần áo nhỏ này hoặc là treo phơi đồ rất là tiện. Đấy thì combo cho các bác là một bộ như này. Lên mã giúp cho em là móc gỗ nhá, móc gỗ. Giá thì sẽ là 40k nhá. Móc gỗ này, đó. Móc gỗ, giá sẽ là 40k cho một cái bộ móc gỗ như này nhá. 40.000 cho một cái bộ móc gỗ như này, rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá, thắt lưng cá sấu hộp. Giá sẽ là 150.000 cho cái bộ thắt lưng cá sấu hộp như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một bộ thắt lưng và hai cái mặt nhá. Một dây thắt lưng hai mặt, một dây thắt lưng có hai mặt cho các bác luôn, đẹp chưa? Đấy, 150.000 bộ này thôi các bác này. Một dây thắt lưng hai mặt siêu đẹp luôn, một mặt là cá sấu nằm giữa. Đấy, và một mặt là cá sấu nằm lệch hai bên như này, lệch bên như này. Đấy, mặt của nó thì mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó, rất đẹp các bạn. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có 150.000 cho một cái bộ thắt lưng như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác hai mặt, các bác có thể dùng để mình thay tháo này. Lẫy của nó cực kỳ là ngon luôn và chất da thì siêu mềm luôn. Chất da của nó rất là mềm các bác nhá. Đấy, dùng thì rất là thích. Combo cho các bác luôn, một thắt lưng và hai mặt như này, một thắt lưng và hai mặt như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Đấy. Còn ngoài ra thì bên shop có bán cái loại thắt lưng rời, một thắt lưng một mặt thì giá chỉ có 80.000 thôi nhá. Một thắt lưng một mặt là 80.000. Còn cái loại hộp này sẽ là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cầm cho cái con dao giá này này. Combo nhá. Combo cho các bác sẽ là ba con dao nhá. Thì con dao chặt này thì sẽ là 180.000 các bác này. Đấy. 180.000 cho cái mã dao chặt thế này. Đấy. Con chặt này là 180.000 này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Con chặt này sẽ là 180.000, nặng khoảng từ 3 đến 4 lạng nhá. Đấy thì các bác lên cho em là chặt gỗ này, đó. Chặt gỗ, giá sẽ là 180k nhá, 180.000 con dao chặt gỗ như này. Đấy, tiếp theo thì con này sẽ là con thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ sẽ là 80.000. Thái gỗ 80k cho một em thái gỗ này nhá, 80.000. Đấy, con này thì nó sẽ là dao chuyên để thái các bạn, chuyên để thái. Chiều dài khoảng 30 cm và dao rất là bén luôn. Lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, hàng liền thân như này. Ốp gỗ cực đẹp luôn. Đó. Thái gỗ 80.000.
Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con dao đó là dao gọt gỗ nhá, cũng như vậy luôn. Đó, hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết. Con gọt gỗ này thì sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, còn nếu các bác mua combo 3 con như này thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá chỉ có cho các bác là 260k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, tính ra là hai con này đã là 260 rồi bao ship mà còn được tặng kèm không một con 40.000 như này. Đấy, tiền ship mất 30.000 rồi. Đấy, tính như vậy là còn có 230 thôi. Đấy, trừ đi 30.000 ship là còn có 230.000 cho một cái bộ dao như này các bác này. Đấy, giá rất rẻ luôn cho các bác luôn. Ok, đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ gắp bát đũa nhá. Bộ gắp bát đĩa. Đấy, vừa gắp bát vừa gắp đĩa được luôn. Giá sẽ là 50k cho một cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 50.000. Đây các bác này. Thật sự, tôi không có ý định gây chuyện, nhưng mỗi khi nhìn mẹ chồng mang đĩa như vậy, tôi lại mất hết sự ngon miệng. Lấy đĩa trực tiếp không chỉ dễ bị bỏng tay, mà quan trọng hơn là không hợp vệ sinh. Sát dụng cụ gắp đồ nóng này thật sự rất tiện lợi, bên trong nó là chất liệu silicone không trơn trượt. Đối với đĩa nóng, chỉ cần dùng kẹp đĩa này, kẹp chắc chắn và không gây bỏng tay. Bạn có thể dùng nó cho mọi loại đĩa trong nhà. Hãy nhanh chóng nhấn vào link sản phẩm phía dưới và đặt hàng ngay. Với số tiền bỏ ra không quá đắt, bạn đã có ngay 3 món đồ này. Thật tuyệt phải không? Đấy, rất ok nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời này. Đấy, nó sẽ đựng trong một cái hộp rất đẹp luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là khi bác nhận được hàng, hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này nhá. Đấy, trong hộp này có kèm cho các bác một khăn lau luôn. Đó, đấy là thứ nhất này. Thứ hai sẽ kèm cho các bác là một cái khay bằng gỗ, một cái khay bằng tre và một cái khay đựng nước như này luôn, một cái khay đen đựng nước là vào cái mặt tre bên trên này. Một cái gắp như này và một cái hũ đựng chè này. Hũ này đựng được khoảng 5 ấm chè đối với cái chuyên này nhá. Đấy. Chuyên này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên mini trong lòng bàn tay này các bác này. Các bác trông cái lòng bàn tay em úp vào này. Đấy, không có bác nhận được hàng các bác lại bảo là chê bé này. Đấy, trong lòng bàn tay này nhá. Đất nung của Nhật nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 6 chén một chuyên, một hũ đựng chè. Đấy, 6 chén một chuyên hũ đựng chè nhá. Đấy đây, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 thôi. 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này, ấm mặt trời đó, ấm mặt trời giá sẽ là 140.000 nhá, 140k cho một cái bộ ấm mặt trời như này, giá siêu hợp lý luôn. Các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ chuyên chén như này, giá 140.000 các bạn. Đấy, 6 chén một chuyên, một khay, một giá đỡ, một hũ đựng chè, một cái gắp vệ sinh như này và một cái khăn lau, rất nhiều món luôn, rất nhiều món. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Đó, 140.000 giá siêu tốt cho bác luôn rồi. Ok.